bây giờ hãy mình bị cái nào thì mình tu cái đó. Ví dụ như bây giờ mình hay bị hôn trầm, tức là buồn ngủ, thì làm sao? Trước hết muốn tụng kinh buổi tối hay ngồi thiền buổi tối đừng buồn ngủ thì đừng ăn quá no, hay là trước khi ngồi thiền đừng có ăn, vì mình ăn căng da bụng trùng da mắt. Xưa nay là vậy mà. Hồi nãy mình ăn cơm mà kêu ăn ngọ phải không? Ăn ngọ cái nó ngủ mùi. Ăn ngọ rồi ăn xong buổi trưa là trời mà nắng nắng ui ui về, bắt đầu hai mắt là mí mắt chân trời mỏi rồi. Thì mình biết mình bị buồn ngủ á, thì trước khi mình tụng kinh ngồi thiền đừng ăn quá no. Cái thứ hai á là đừng có mặc những cái quần áo mà nó chật chội, nó làm mình khó chịu. Ví dụ ngồi thiền đừng có mặc quần jean, đừng có cài dây nịt. Vì khi mình ngồi á, mình có cái dây nịt mình khó thở rồi á, thì nó làm cho mình dễ buồn ngủ và người mình nó khó chịu, nó nhúc nhích. Còn người nào mà bị hôn trầm nhiều, tức là tán loạn, để tụng kinh là lo ra rồi buồn ngủ, thì phải thường xuyên, ví dụ trước khi mình tụng kinh mình rửa mặt, mình tạo cho mình một cái hoàn cảnh gì mà đừng có dễ sanh buồn ngủ. Ví dụ mình biết là mình niệm Phật buổi sáng tỉnh hơn buổi chiều thì thôi tu sáng. Cái vấn đề tu nó không có lựa giờ lựa giấc gì, đừng có sợ Phật ngủ. Ví dụ như 12 giờ khuya là giờ tu khỏe nhất của mình, thì 12 giờ khuya mình tu không có sợ gì hết. Có nhiều vị nó tu sớm sớm khuya quá Phật ngủ. Phật không có rảnh đâu mà ngồi chờ mình coi report coi ai tu giờ nào. Nhưng mà cái giờ mình tu đó là cái giờ mình huân tập cho mình, cho nên đó gọi là truyền cái. Còn nếu mà mình thiền chi, đó là mình từng cái chi phần đó, cái phần nào mình bị thì mình tu cái đó, gọi là truyền cái, tức là nó cột mình. Cái thứ hai á, người có câu hỏi là làm sao để biết thêm về hai phương pháp tu thiền, tu tịnh độ. Thưa đại chúng, trước hết chúng ta phải hiểu chữ tu, nghĩa là chúng ta phải tập sửa, mà mình phải biết mình sửa cái gì, cần lấy cái gì để sửa. Pháp Hòa ví dụ, hồi nãy Pháp Hòa đi niệm Phật tới tượng Quan Âm á, thì Pháp Hòa thấy ở chỗ Đức Quan Âm á, cái bình cam lồ của Ngài nó bị mẻ, cái tòa sen nó bị mẻ mà chưa có người sửa. Bây giờ cái tượng này cần tu sửa. Mà bây giờ trước hết, trước khi cần tu sửa là phải biết cái chất liệu của cái tượng này làm bằng cái gì. Dĩ nhiên là bằng xi măng. Vậy thì nếu mà mình muốn sửa cái tượng này bằng xi măng á, thì cái người thợ phải tìm xi măng hoặc là thạch cao gì đó để có thể pha chế và sửa lại cái tượng đó. Bởi vì cái chất liệu của nó bằng cái đó, và nó sửa ở cái bình, thì mình phải khi mình đắp vô rồi mình phải gọt bào như thế nào để tạo lại cái dáng của cái bình đó. Hay là mình đắp mấy cái cánh sen bị bể thì mình đắp mình gò lại để cho cánh sen nó đẹp. Cũng như vậy, tất cả các pháp tu không ngoài mục đích là giúp cho mình định cái tâm. Nhưng mà mỗi người có thể định một cách khác. Người thì cần niệm Phật để định tâm. Người thì cần niệm hơi thở, ví dụ ngồi yên, thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra. Mà khi tâm mình không còn chạy nhảy gì nữa hết, chỉ chú vào một hơi thở thôi, thì lúc đó tâm mình đã định. Lấy hơi thở làm cái mục, đề mục để mình trụ tâm của mình. Bởi vì cái tâm của mình là cái tâm loạn. Bây giờ mình cần giúp cho cái tâm mình nó trụ, nó định lại. Cho nên bây giờ lấy câu niệm Phật để giúp cho tâm mình trụ. Lấy cái hơi thở vô ra để giúp cho tâm mình trụ. Hoặc là có người có thể dùng hơi thở và cùng với câu niệm Phật. Ví dụ, quý vị hít vào, mình niệm A-di. Thở ra Đà Phật. Thay vì mình thở vô, thở ra mình đếm 1. Hít vô, thở ra đếm 2. Thì bây giờ hít vô là A-di. Thở ra là Đà Phật. Như vậy thì thiền hay tịnh không có xa, không có một, không có hai. Nó chỉ là hai cái cách thôi. Ví dụ như mình bị không bị tiểu đường ăn cơm. Rồi mình tiểu đường ăn rau. Bớt cơm chút. Miễn sao mà mình no
để mình giữ được cái sức khỏe, mạng sống của mình để mình tu. Vì vậy cho nên á, giữa những cái pháp tu thì tu thiền, tu tịnh chỉ là pháp để giúp cho mình tu sửa, chứ không có gì hết, chứ không có vấn đề cao thấp. Ví dụ người tu thiền cũng không chê người tu tịnh độ, người tu tịnh độ không chê người tu thiền. Mà nếu mình mà chê cách này cách kia, tức là mình không biết. Ví dụ như Pháp Hòa uống Tylenol, Pháp Hòa hết nhức đầu. Thấy thầy kia uống Advil hết nhức đầu, cái Pháp Hòa nói Advil dở hơn Tylenol. Vì mỗi cơ thể nó có thể nó tiếp nhận một cái thuốc khác nhau. Có thể cơ thể này chịu Tylenol, cơ thể kia chịu Advil. Thì Advil và Tylenol mục đích là trị cảm, ví dụ vậy. Thì mình không có phân biệt là thuốc nào, miễn thuốc nào trị được bệnh của mỗi người thì thuốc đó là thuốc tốt. Cho nên nếu như mình là người tu thiền thì giờ tu thiền có phải là chỉ lúc nào mình ngồi trên bộ đoạn tọa cụ không? Không cần. Đi đứng nằm ngồi đều thiền. Ví dụ như uống nước, biết mình đang uống nước, uống trà, biết đang uống trà. Rồi cái người tu thiền đó đấy, ví dụ người ta cầm lên ta đấy, nếu vậy á tôi chánh niệm á, tôi uống rượu cái tôi cứ tôi uống rượu cái tôi tu thiền. Không phải, cái đó chánh niệm sơ cấp. Uống rượu, biết là uống rượu, nhưng mà cái chánh niệm thứ hai nó nói cho mình biết là rượu có lợi hay có hại. Đây, tôi đánh bài, tôi vô casino, tôi cầm bộ bài lên, tôi biết đây là bộ bài. Hay là chánh niệm gì? Tôi tu thiền. Không phải. Anh phải có chánh niệm toàn hảo là anh đánh bài, biết là anh đang đánh bài, mà anh cứ biết đánh bài này nó sẽ là bát của ông Bần không? Cờ bạc là bát Bần. Mà nếu mà anh biết vậy cái thì cái chánh niệm thứ hai là buông cái đó. Ví dụ như giận, biết mình đang giận chưa đủ, rồi làm gì? Giận, biết mình đang giận thì đừng có nói bậy. Nói bậy là gia đình đổ vỡ, tình nghĩa mất hết. Đang giận đi chỗ khác, hít thở một hồi cho cơn giận nó lắng. Cái chánh niệm là vậy đó. Người tu thiền là luôn luôn biết tất cả mọi cái tâm hành hiện khởi của mình. Giận biết mình giận, sân biết mình sân, tham biết mình tham. Chứ không phải nó là biết tham vậy rồi thôi kệ, miễn tôi biết tôi tham là được rồi, tham nhiêu cũng được. Không phải, biết mình tham thì phải làm sao cho mình dám tham. Thì cái người tu thiền là rõ biết từng cái cử chỉ việc làm của mình. Còn người tu thiền, người tu tịnh cũng vậy. Tịnh là lắng, mà một khi mà lắng là thấy rõ trước khi muốn nói gì, tâm mình phải tịnh. Tịnh rồi mới nói ra lời tịnh được. Mình đang sân thì đang loạn, không phải tịnh. Mà người đang sân thì không thể nói lời tịnh được. Cho nên đi ra ngoài đừng có ở vòng vòng cái người mà đang làm cho mình tức. Rồi cái môi trường nó làm hồi mình khởi tâm phiền não. Cho nên tu thiền, tu tịnh nghĩa là chúng ta chọn một cái cách nào để giúp cho cái tâm mình định tĩnh. Mà không phải trong cái giờ phút trước Phật, mà nó bàn bạc trong mỗi cái giây phút trong cuộc sống của mình. Xin Thầy giúp con hiểu câu hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Và kế đến là có một câu là trong phần hồi hướng thường có câu hữu tình vô tình đồng thành Phật đạo. Hai câu này giống nhau vậy đó. Hữu tình thì có thức, có nhân quả luân hồi, tu hành sẽ có ngày thành Phật đạo. Còn vô tình thì không thức thì làm sao thành Phật đạo? Mong Thầy giải. Để thưa đại chúng, quý vị hiểu câu này không? Bây giờ trước hết là hư không hữu tận. Hư không tức là hư không này có ngày hết. Nếu dĩ nhiên là hư không không hết, nhưng mà giả dụ như hư không có thể hết thì nguyện con cũng không cùng. Dù hư không này có hết thì cái lời nguyện của con tu hành cũng không bao giờ hết. Đây là một lời phát nguyện lớn á. Hư không rất khó hết, mà giả dụ nó có hết thì sự nguyện, cái nguyện tu hành của con cũng không hết. Nhưng mà hai câu kế cuối này, hữu tình vô tình đồng thành Phật đạo, thì theo như câu hỏi là hữu tình thì những loài có tình, ví dụ con người con vật thì ok đi, rồi bây giờ vô tình như cái bông cái cỏ làm sao thành Phật? Và Pháp Hòa giải thích hai cách. Cả chúng sanh thì chúng ta có Phật tánh,
Còn cái bông, cái bàn, cái ghế, cái ly, nó có cái pháp tánh. Phật tánh của tất cả chúng ta là sáng suốt. Phật tánh là gì? Tức là tâm trí sáng suốt tự ở nơi mình. Còn cái ly này nè, cái pháp tánh của nó chỉ là duyên sanh. Thí dụ nè, pháp tánh của nó là đất nấu ra rồi thành ra cái tách, không? Mà cái này sở dĩ được gọi là cái tách là bởi vì đất, nước, lửa, sơn gom lại rồi có cái tay cầm này, mình kêu cái tách. Thì cái pháp tánh của nó là do duyên sinh. Mà nếu như á, mình thấy được nó là duyên sinh thì mình đây cũng là gì? Cũng là duyên sinh. Hơi thở mình còn, mắt mình còn thấy, mình còn cảm nhận thì kêu là người còn sống. Thì mình khi mình đất nước gió lửa mình trả ra hết thì mình cũng giống như cái thể của nó là đất trả về đất, nước trả về nước. Đó là mình nói theo cái giải thích hữu tình vô tình. Phật mình có Phật tánh, nó có pháp tánh. Ví dụ tấm vải này nè, cái khăn trải bàn này, bây giờ mình gọi là khăn trải bàn là bởi vì mình đã dùng tấm vải này, mình mai thành cái hình thức như này, chồng lên rồi mình che được cái bàn vậy, cái kêu khăn bàn. Bây giờ lấy cắt nó ra hết cái kêu vải vụn. Vậy thì cái này đó nó cũng là duyên sinh. Thì rồi bây giờ mình hiểu Phật đạo cho nó xong chút. Phật đạo là gì? Có nghĩa là tất cả những gì chúng ta cần hoàn thành chúng ta làm trọn vẹn. Bây giờ đây là cái khăn trải bàn, mà nếu cái khăn trải bàn này mình dụng nó đúng thì nó đã hoàn thành cái trách nhiệm của nó chưa? Hoàn thành trách nhiệm của nó. Rồi bây giờ quý vị thấy tất cả cọng rau, cọng cải gì đó, không? Nó là để những gì nó mọi người, mọi vật nó đều sống đúng với cái khả năng cung ứng của nó. Thì mình dụng nó đúng thì bây giờ ngồi đây ai cũng có Phật đạo để thành đó. Người ví dụ Pháp Hòa ngồi đây là Pháp Hòa có bổn phận của Pháp Hòa là đến đây chia sẻ Phật pháp với đại chúng. Chiều nay Pháp Hòa bay về Canada, cái Pháp Hòa có Phật đạo riêng để mà làm. Bây giờ lúc đó làm người ở bên Canada, mình chúng ở trong chùa đó, mình phải làm những công việc của chùa đó. Vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có những khả năng của mình, cái công việc của mình. Thì tất cả mọi người nếu ai cũng làm đúng hết tất cả những cái bổn phận của mình thì chúng ta thành Phật đạo. Nói một cách khác nữa, khi mình mê thì mình thấy cái gì cũng mê hết. Bây giờ nói là khi mình buồn thấy cái hoa nó cũng héo, công viên buồn á, tượng đá cũng buồn, tại vì bữa nào mình buồn rồi thì cái công viên nó cũng buồn, cái tượng đá nó cũng buồn. Vì nhưng mà hôm nào mình vui thì mọi sự mọi vật đều vui. Với cái nhìn của người có con mắt tuệ á, cái người tỉnh á, thì cái gì người ta cũng có thể dụng được nó, có thể làm nó nên thấy được nó đều là biểu lộ của Phật pháp đó. Ví dụ quý vị thấy một chiếc lá rơi thì chiếc lá rơi nó cũng biểu lộ lên Phật pháp. Ví dụ mình thấy một chiếc lá vàng rơi thì mình quán chiếu cái gì? Vô thường, duyên sinh, trời khí lạnh, lá chuyển vàng. Rồi lá vàng, lá rơi xuống, lá rã ra thành đất, rồi đất nó trở về nuôi dưỡng những cây sau một mùa đông. Rồi năm sau mùa xuân đủ ấm thì những cây cối đó nó lại ra lá trở lại. Tất cả các pháp do duyên sinh. Thì người thấy được một chiếc lá vàng, người ta vẫn thấy được Phật đạo ở nơi đó. Cho nên ngay cả ngọn cỏ, cục đá, nó biểu lộ những, nó đều cho cái nhìn chúng ta quán chiếu. Thí dụ cái người ta nhìn, ta thấy chiếc lá rơi, một chiếc lá vừa rơi bay đẹp cả phương trời, lá về ôm đất mẹ, rồi lá lại luân hồi. Tức là một chiếc lá vừa rơi bay đẹp cả phương trời, lá về ôm đất mẹ, tức là lá rớt xuống rồi lá trở thành ra phân, rồi tiếp tục gì? Rồi lá lại luân hồi.
Một vị thiền sư một buổi sáng ngồi trên một bãi cỏ uống trà, tự nhiên cảm nhận được cái sự màu nhiệm của đất trời xung quanh. Ngài làm bài thơ: sáng hôm nay đến đây, chén trà nóng, bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Mình nghe chữ em này cái mình bị dướng. Trời ơi, tu hành mà còn em với anh, phải không? Nhưng mà mình đâu có hiểu được cái người ta thoát. Người ta thoát được á, thì cái chữ em anh đó không phải theo cái nghĩa thế gian mình hiểu. Sáng hôm nay đến đây, chén trà nóng, bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Thì cái ý của thiền sư em đây là ai? Đó là sự màu nhiệm của mọi thứ, mọi vật. Màu nhiệm quá, trong tay mình có một ly nước trà để uống. Màu nhiệm quá, khí trời thật là mát mẻ, bãi cỏ thật là xanh, giây phút này quả thật là cảnh giới của thanh tịnh, của niết bàn, của tịnh độ. Và do đâu mình thấy được? Do cái bản giác ở nơi mình nó làm cho nó tỉnh lên, nó làm cho mình thấy được. Sáng hôm nay đến đây, chén trà nóng, bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bây giờ diễn đạt tiếp: bàn tay gió dáng vẫy gọi, một chồi non xanh mướt, nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng thuyết Pháp Hoa Kinh. Mình tưởng Pháp Hoa Kinh là cái quyển sách dày mấy trăm trang, nhưng mà thật sự ra cọng cỏ, ngọn cây, chiếc lá, tất cả đều đang biểu diễn các pháp cho mình để mình học hết. Một chiếc lá vàng biểu cho chúng ta học được bài học của vô thường. Một cái nụ xanh nó trồi ra, nó biểu lộ cho chúng ta thấy được trên đời này khổ hay là cái sự vắng mặt của lá cây đâu có nghĩa là nó hoàn toàn nó chết, nó chỉ chưa đủ duyên nó có mặt thôi. Như vậy một con người, mình nhìn họ mình thấy cái người đó ác, xấu lắm. Người đó không bao giờ thay đổi, cũng chưa chắc. Nếu một ngày nào đó duyên lành hội đủ, từ một con người mà mình gọi là ác, là xấu đó, họ tu nhiều khi còn giỏi hơn mình sao? Thấy không? Thành thử ra hữu tình vô tình đều có thể đồng thành Phật hết. Với cái nhìn của cái người có cái tâm rộng bao dung thì mình đừng có nhìn theo cái sự, đừng có nhìn theo cái sự là cục đá sao thành Phật. Mình phải nhìn theo cái lý. Ở đây muốn nói tới cái lý chứ không phải nói cái sự. Một khi mà mình đã có cái nhìn của tuệ giác rồi thì mình ôm ấp được hết. Người nào mình cũng có thể ôm được. Mà ngay cả những vô tình mà nếu chúng ta làm ra được, biến được, chuyển được, nó cũng thành ra cái đẹp như thường. Có một ví dụ như cục đá để hoài rất là cục đá. Bây giờ mình đem mình đục, đẽo, mài, gọt, sơn, phết, rồi ra ông Phật lại muốn chết luôn. Tháng rồi là cục đá mình đi ngang mình chẳng thèm ngó, vậy mà tháng sau trở lên thấy giờ tưởng cục đá này không dám khinh thường. Mô Phật, dạ Đức Phật, đây là Đức Phật, nhưng mà thật sự Đức Phật này cũng là cục đá. Thấy không? Thành thử cái câu này á, mình phải nhìn nghe rồi mình phải đọc và mình lấy cái lý chứ không có nhìn cái sự. Nếu mình thấy cái sự là mình thấy có dính mắt, phải không? Còn mình thấy cái rộng rãi là tất cả, với cái nhìn của người giác ngộ thì cái gì nó cũng thành được hết. Ví dụ quý vị nấu lên một cái nồi cơm, một cái nồi cơm bị sống, và nếu như mình nói rằng đó, bây giờ sống rồi là không làm gì được nữa hết, cái quả này bây giờ là cơm sống rồi, nhưng mà nếu mình chuyển nhân quả được không? Được. Bới bớt nó ra, cho nước vô, xới lên, từ cái quả cơm sống thêm duyên vô nữa, cái thành gì? Nồi cơm chín. Như vậy thì nhân quả theo chứ chúng ta cứ nghĩ, có những cái quả chúng ta chuyển được, có những cái nghiệp chúng ta chuyển được. Như là cái nồi cơm mà nó, lý do nó sống, một là do chúng ta đổ quá nhiều gạo, cái nồi này nó không đủ chứa. Thứ hai là nước ít, có thể cơm nó không đủ nở. Bây giờ muốn thì xớt cơm bớt ra, phải không? Mà lỡ nấu một hồi nó cũng sình nữa thì chuyển nữa, cho nước vô làm cháo. Như vậy thì thưa đại chúng, là với cái nhìn mình thấy rằng
cái người đó tạo ác thì họ phải lãnh quả ác, đúng. Nhưng mà họ có thể chuyển làm người thiện được không? Ví dụ cái thân này nè, 30 năm nay toàn làm chuyện xấu, rồi cái thì bây giờ một ngày nó bình tĩnh ngộ về nó, thôi đời tôi hết rồi, 30 năm tôi làm ác nhiều quá, thôi giờ tôi có chết để tạ tội thôi, bây giờ mình có chết mình cũng làm được gì nữa giờ, thôi thì bây giờ tỉnh phải không, từ đây cho đến ngày kết của mình dụng cái thân này không làm điều ác nữa, từ đây về sau. Hồi xưa cái miệng này chửi người ta dữ lắm, bây giờ cái miệng này tụng kinh niệm Phật, nói lầm nói tốt. Hồi xưa cái tai này đánh đấm người ta cũng dữ lắm, bây giờ cái tai này chỉ đi làm công quả thôi. Bởi vì bàn tay màu nhiệm cũng 5 ngón tay mà làm nên tất cả, cũng có cái bàn tay mình thôi mà xây nhà xây cửa làm cái gì cũng có thể làm được. Cho nên với cái nhìn hạn và có cái phần vướng mắt thì chúng ta thấy có vô tình có hữu tình, nhưng mà với cái nhìn trong suốt thì chúng ta thấy rằng tất cả nó đều biểu lộ ra được cái đạo lý đó. Cái câu đó ý muốn nói vậy đó, khi một con người đã thành tựu được cái sự giác ngộ rồi thì thấy hữu tình vô tình đều đang biểu diễn những cái màu nhiệm trong cuộc sống. Quý vị thấy cái liều này phải không, 2-3 ngày nay nó trở thành ra một cái đạo tràng màu nhiệm đó. Bây giờ người ta nói này là vô tình mà, liều này liều vô tình thì chắc để barbecue rồi thôi, nhưng mà tùy mình dụng đó. Đó. Cho quý vị nhớ ở trong cái lời nguyện của ngài Phổ Hiền không, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Vì Phật với Như Lai khác làm sao mà hai câu này nó khác. Nhất giả lễ kính chư Phật, lễ kính chư Phật là gì? Không phải gặp chư Phật mình mới lại, mà tất cả mọi người mọi vật ai cũng có cái bộ, cũng có khả năng bổn phận biểu lộ tất cả những cái khả năng của mình. Ví dụ cái bàn này cũng là Phật nè. Tại vì sao? Bởi vì cái bàn này mình cần nó để sử dụng làm một cái vật để đựng đồ, để cho mình ngồi cho nghiêm trang. Cái bình hoa này nó cũng biểu lộ lên, nó trang điểm cái nét đẹp ở nơi này. Cái ghế nó giúp cho mình ngồi không có đau chân. Như vậy thì không có thể nào xài xong cái ghế dục, hay là không có chăm sóc, không có cất kỹ nó, phải xếp lại cất đàng hoàng. Mình tôn trọng vật dụng thì cũng giống như mình kính chư Phật. Như vậy thì cái câu đầu nhất giả lễ kính chư Phật không chỉ có nghĩa là gặp Phật mới lại, mà tất cả mọi sự vật xung quanh này, cái nào nó cũng có cái dụng của nó. Nếu chúng ta biết trân trọng sử dụng thì nó trở thành ra cái sự cung kính của mình đó. Còn nhị giả xưng tán Như Lai, cái gì hồi nãy cái anh đó anh xấu lắm, nhưng mà tôi vẫn lại ảnh, tôi vẫn kính ảnh, bởi vì ảnh thủy chung cũng là một con người, có thể do hoàn cảnh thế này thế kia mà ảnh trở thành như vậy thôi, nhưng mà tôi vẫn phải kính. Nhưng mà biểu tôi ca ngợi ảnh, tôi không có gì để ca ngợi được. Hai cái nó rõ ràng. Cho nên mình gặp cái người dở, cái người xấu, mình vẫn kính. Còn biểu mình xưng tán thì chỉ xưng tán cái gì thiện thôi, còn cái gì không thiện thì không thể xưng tán. Nhưng mà không thể khinh thường người ta, bởi vì người ta vẫn là một con người. Ở đây, cái câu này Pháp Hòa chỉ muốn tóm gọn là giúp cho chúng ta có một cái nhìn tỉnh giác, thấy tất cả mọi sự mọi vật xung quanh mình đều biểu lộ những cái màu nhiệm của cuộc sống hết. Được thấy được như vậy cái thì không có coi thường cái gì hết, mà cái gì chúng ta cũng trân quý nó. Ví dụ như bây giờ nè, quý vị thấy ấm rồi, không mở sưởi. Chứ hồi sáng này là 2-3 cái lò sưởi. Không lẽ bây giờ sưởi xong rồi dục nó quang bên, cất nó đàng hoàng, năm sau hay bữa khác mình cần mình dùng nữa. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên cái người mà tỉnh giác thì ngọn cỏ, ngọn cây đều có nói lên được giáo pháp hết. Nam Mô Di Đà Phật. Xin Thầy hoan hỷ cho con hỏi, kinh Địa Tạng do ai thuyết và thuyết ở đâu?
trời đất ơi. Em còn không biết ông cố em tên gì nữa mà. Thưa đại chúng là ở trong Phật, trước khi mình nói cái này á, mình phải có hai cái, mình phải nắm được hai cái khái niệm. Trong Phật giáo hiện nay chúng ta có hai cái truyền thống. Một á, là truyền thống Nam truyền, tức là Nguyên Thủy. Hai là truyền thống Phát triển, tức là Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông. Nguyên Thủy á, tức là các vị, cái hình tướng tu hành là quấn y, ôm bình bát, như ngày nay cái mình thấy ở trong các chùa, các sư Nam Tông đó. Và những kinh điển chư vị hành trì và nghiên cứu phần lớn là những kinh điển Nikaya, tức là những bộ kinh như là Trung Bộ, Trường Bộ, vân vân. Còn có một cái trường phái nữa gọi là Đại Thừa Phát Triển, thì Bắc Tông giống như quý thầy hiện nay các chùa vậy đó. Khi mình phát triển thì mình có những cái kinh mà nó mang những cái nghĩa lý sâu và những hình ảnh mà đôi khi chúng ta khó chấp nhận được. Nhưng mà quý vị nhớ là bởi vì là phát triển cho nên có những cái bản kinh và đưa lên những hình ảnh mà chúng ta phải lấy cái ý nhiều hơn là chúng ta lấy cái sự. Kinh Địa Tạng là một ví dụ. Theo như căn cứ theo Kinh Địa Tạng thì Kinh Địa Tạng do Phật Thích Ca thuyết. Còn cái nơi chốn mà nói kinh này là ở cõi trời. Mà tại sao nói cõi trời mà mình lại biết? Do Ngạ Nan lặp lại. Đó là mình nói theo lịch sử vậy đó. Những bài kinh mà Đức Phật thuyết mà giờ này chúng ta biết được, Phật nói ở Long Cung, Phật nói ở cõi trời, Phật nói ở ngạ quỷ vụ vậy đó, tất cả những cái đó đều do Ngài A Nan nói lại cho mình nghe. Rồi bây giờ đó là mình đặt cái một cái trường hợp là ai thuyết và nói ở đâu. Nhưng mà cái vấn đề ai thuyết và nói đâu á, nó không quan trọng bằng mình nhận ra được ý nghĩa gì trong cái kinh đó. Không, và ví dụ như á, nếu cái biên bản ghi lại ngày 3 tháng 9 2016 tại chùa Hương Vân, thầy Pháp Hòa nói chuyện buổi đó vậy, có thể 50 năm sau cái hình ảnh ngôi chùa này nó thay đổi rồi. Cái mình đem cuốn kinh nó lại, mình nói là mình đem cái biên bản, mình nói bây giờ chỉ cho tôi coi hồi bữa hôm 50 năm trước ông thầy Pháp Hòa ông ngồi chỗ nào ông nói. Rồi bây giờ chỉ cho anh biết cái chỗ đó để làm gì, cứ tới coi cho biết thôi. Thì cái chuyện đó không sao, nếu có ai biết thì chỉ, không biết thì cũng chẳng sao, quan trọng là cái nội dung cái buổi nói chuyện đã nói cái gì. Thì bây giờ ở đây cũng vậy, em cũng chẳng biết ai nói, giờ em chỉ đọc trong Kinh Địa Tạng, em biết Phật Thích Ca nói, rồi em biết là kinh này nói ở cõi trời. Nhưng mà bây giờ em nói cái ý nghĩa của Kinh Địa Tạng. Địa Tạng là chỉ cho tâm. Cái mục đích của Kinh Địa Tạng là Đức Phật mượn hình ảnh Ngài Địa Tạng để nói về cái tâm của mình. Bởi vì Ngài mới diễn tả cái cho tâm nè. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Mà thường xưa nay cái tâm mình á, nó hướng hạ, nó hướng xấu không à. Nghĩ xấu, nghĩ sai cho người ta nhiều lắm. Hôm nay cái tâm mình biết quay trở về cái nẻo lành, gọi là tâm hướng về thiên đường. Có vài ví dụ như ở cái vùng này có một cái anh đó, trời ơi, ảnh nghĩa là anh hùng lắm và khét tiếng trong chốn giang hồ á. Thì xưa nay mình nghĩ muốn kiếm anh đó vô casino hay đến những cái đường mà bán, làm những cái việc trái pháp đồ vân vân, tự nhiên bữa nay cái anh đó anh xuất hiện ở trong chùa, bắt đầu mình mới khều nha, mình nói chuyện gì vậy, bữa nay cái thằng đó nó tới đây để làm gì vậy. Thì cũng giống như Kinh Địa Tạng thắc mắc vậy đó, người trời bạch Phật nhân gì thế, thấy Ngài Địa Tạng ở trên thiên đường lạ quá. Ở người trời bạch Phật nhân gì thế, Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Phật nói rằng Địa Tạng đến thiên đường.
Mà cái người mà từ xưa nay hướng tâm đến cõi xấu, bây giờ họ hướng tâm về cõi thiện, mình có nên khen không? Chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Mười phương Bồ Tát và chư Phật ba đời, ai muốn tu không thể rời tâm mà tu được. Nếu tâm chưa chuyển hóa thì sao tốt? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, tâm quý vị không thích ngồi đây, thì bây giờ có ai ép buộc mình ngồi đây thì quý vị cũng ngồi, nhưng mà hoàn toàn ngồi như ngồi vậy thôi, chứ còn không có cảm giác gì hết. Bây giờ tôi cảm giác là tôi được đi về, tôi được đi ngủ, hay tôi được đi uống ly cà phê là tôi hạnh phúc nhất, vân vân. Cho nên nếu tâm mình không muốn thì không thể làm được. Vậy thì cái bản kinh Địa Tạng, Đức Phật mượn hình ảnh trong kinh đó, lấy hình ảnh Ngài Địa Tạng để biểu lộ cho tâm. Bởi vì xưa nay mình cứ nghĩ Ngài Địa Tạng ở địa ngục để cứu những người mà ở địa ngục. Nhưng mà thiệt sự ra đúng, nếu mà có Ngài Địa Tạng ở dưới địa ngục, nghĩa là tâm mình có Ngài bừng tỉnh, có Ngài tâm mình được cứu ra khỏi địa ngục. Cho nên quý vị đọc cái bài tựa thôi: rưới hương rưới hoa, hoa vần vũ, mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Nè, mây sinh mưa báo là nhân. Đó, mây thì sinh thì quả là mưa báo. Mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Hồi nào giờ lái xe ngang cái chùa này, trời, cái chùa nó vắng teo teo. Sao tự nhiên ba ngày nay sao ở đâu mà quá trời người, cái mình phone mình nói: Hương Vân bữa nay chuyện gì thế? Thì sẽ có người đáp cho mình biết rằng có 200 người đang ở đây tu. Cái mình nói trời ơi quý quá ha. Thì đó, Phật, người trời bạch Phật như gì thế? Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng. Chư Phật ba đời tại sao phải khen một ông Bồ Tát? Mười phương Bồ Tát phải tại sao phải tin tưởng ông đó? Rõ ràng ông này là tâm. Chư Phật ba đời muốn tu không thoát tâm, mười phương Bồ Tát muốn tu không thể không tin tưởng tâm, không quay về với tâm. Mười phương Bồ Tát không tin tưởng. Nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng. Chỉ có cái tâm mình nó bao trùm cái đức vô lượng, lòng từ cũng vô lượng, lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi này. Mình thương ai, mình muốn cứu ai rồi, có cực khổ cỡ nào cũng phải cố gắng thôi. Cho nên cái cuối cái phẩm kinh đó, Đức Phật khen Địa Tạng: Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, sức từ của ông không thể nghĩ bàn, trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn. Tại sao Phật khen Địa Tạng dữ vậy? Bởi vì Địa Tạng là tâm, mà tâm thì thần lực không thể nghĩ bàn, sức từ không thể nghĩ bàn, và trí tuệ cũng không thể nghĩ bàn. Mình đã tụng kinh Đại Thừa đó, cái cốt là mình lấy cái ý. Còn cái chuyện nói ở đâu, ai nói, rồi pháp hội đó có ai, giống như cái biên bản vậy thôi. Ta nói phải có đầu có đuôi vậy, nhưng mà cốt mình phải trở về, mình nắm cho được cái ý đó. Ví dụ như kinh Pháp Hoa kể là mười phương Bồ Tát bay vèo 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 tới gặp Phật, nói: bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin nhận lãnh trách nhiệm ở cõi Ta Bà này giáo hóa chúng sanh. Đức Phật nói: thôi khỏi, thôi khỏi, no need, no need. Ở nơi cõi của tôi đã có những vị Bồ Tát phát tâm. Nói vừa dứt, Bồ Tát ở dưới lòng đất giọt lên, ao ao ao. Trời ơi, chỉ có phim kiếm hiệp mới có kiểu này thôi, chứ có cách nào hơn được. Như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng mười phương Bồ Tát là những biểu tượng cho những cái ở bên ngoài. Mà muốn độ cái cõi đầy thì phải người ở cõi này. Cho nên Bồ Tát dưới lòng đất là Bồ Tát ngay nơi đó. Cũng nói một cách khác nè, ví dụ như bây giờ quý vị muốn độ con mình, mà con mình bây giờ nó giỏi tiếng gì? Nó giỏi tiếng Anh, nó giỏi tiếng Mỹ, mà mình mời mười phương Bồ Tát ở Việt Nam qua: trời ơi, con thấy thầy thuyết hay quá, thầy thuyết dùm cho con của con nó nghe. Thì nó ngồng mười phương Bồ Tát ở Việt Nam qua thuyết rất hay, nhưng mà hợp với nó không?
Vậy thì phải Bồ Tát ở đâu? Bồ Tát ở Mỹ. Bồ Tát ở Mỹ lọt lên mới nói được cái tiếng của nó, mới hiểu được hoàn cảnh của nó. Quý vị hiểu ý cái chỗ đó không? Thì đọc kinh Pháp Hoa mà hiểu được cái chỗ đó rồi thì không có đập bàn vỗ ghế nào, kinh nó bậy quá. Tức là mình, Pháp Hoa xin thưa là khi mình đọc kinh Đại Thừa là gì? Tức là những cái ý nghĩa rất là sâu màu. Chúng ta phải tư duy, phải quán chiếu mới nhận ra được những nghĩa lý đó. Tại sao các ngài phải làm như vậy? Bởi vì những cái đó là giúp cho chúng ta quán chiếu và tư duy. Cũng giống như là ngũ tổ gặp lục tổ vậy đó. Hỏi ông từ đâu tới? Lục tổ trả lời, nói dạ con từ Lãnh Nam tới. Tới đây để làm gì? Nói dạ con tới đây cầu làm Phật. Ngũ tổ dạy cho ông câu: dân Lãnh Nam ngu dốt ngoại rợ, Phật tánh thì cao xa, làm gì mà lãnh được mà tới đây? Thử mà. Nếu như gặp mình nói sao? Ông khinh thường vừa vừa thôi nghe, không được thì tôi đi chỗ khác. Nhưng mà nếu vậy thì là bình thường, phải không? Nhưng mà ngũ tổ nói, lục tổ trả lời, người có phân chia Nam Bắc, Phật tánh đâu có chia Bắc Nam. Chờ nói xong câu, ngũ tổ thích quá, nhưng mà chưa xác định đó, nhiều chuyện, đi xuống bếp giả gạo đi. Ngũ lục tổ nghe lời xuống giả gạo. Một ngày nọ đang giả gạo, ngũ tổ chổng gậy xuống hỏi, gạo trắng chưa? Gặp mình đấy, trắng rồi hay là chưa, hay là nói sao? Trời ơi, con tới đây con tu mà thầy bắt con giả gạo muốn chết. Lục tổ trả lời, dạ trắng rồi, chỉ cần sàng nữa là xong. Ngũ tổ đâu có muốn hỏi gạo tâm ông sạch chưa, nói dạ tâm con sạch rồi, chỉ cần tổ ấn chứng nữa thôi. Are you totally there yet? Yes, I have arrived. I just need to confirm. Tổ lấy cái cây gậy, tổ gõ lên cái miệng cối ba cái, chắp tay sau lưng đi. Gặp mình ấy, what he want? Nhưng mà ngũ tổ là cái người nhận ra được ý chỉ. Thầy hẹn mình tối nay 3 giờ, gõ ba cái và nhớ đi cửa sau. Use the back door. Thì Pháp Hòa thưa như vậy là, thưa đại chúng, cái gì gọi là cái ý sâu màu? Cho nên nếu chúng ta không có cái căn cơ chủng tánh Đại Thừa thì chúng ta không tiếp nhận được lời. Cũng giống như mình vô tu mà thầy mình nạt mình một hai ba câu, mình xách gói mình đi về là bảo đảm mình chưa nhận ra được chỗ đó. Trong kinh Phật dạy nè, nơi nào mà người ta chỉ cho mình ăn mà không cho mình tu, đi cho lẹ. Bởi vì chỗ đó sung túc vật chất mà không có tu hành. Nơi nào mà có tu mà thiếu ăn, ráng ở. Nơi nào mà có ăn mà có tu, ở cho kỹ, ở cho lâu. Nơi nào mà không có ăn mà cũng không có tu, đi cho lẹ. Xin Thầy vì lợi ích của hội chúng hôm nay giảng thêm câu kế tiếp của hai câu. Hồi sáng mình nói cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, bây giờ yêu cầu nói thêm câu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Nếu mình nói về cái sự đó, thì khi mình vãng sanh về cõi cực lạc, mình sanh ở trong hoa sen, nở ra mình thấy Phật, rồi mình ngộ được cái vô sanh. Nhưng mà ở đây cái ý như thế này: khi mà tâm của mình đã thấu đạt được cái đạo lý rồi, gọi là kiến Phật rồi. Chữ kiến là thấy, chữ Phật là tỉnh giác. Khi tâm mình đã thấy được sự tỉnh giác rồi thì tự nhiên mình thấy được cái gì? Thấy được cái chân tâm của mình. Mà cái chân tâm sẵn có ở nơi này, không cần sanh gì nữa hết, không cần tới, không cần lui gì nữa hết, sẵn có. Quý vị hiểu ý không? Pháp Hòa ví dụ như là
ở trong nhà mình á có bộ chuông mở, có quyển kinh sẵn rồi mình không biết, chạy tới chạy lui đi kiếm đi thỉnh. Một ngày nọ có người báo cho mình biết hay là mình dọn dẹp gì đó, mình biết là trong nhà của mình đã có một bộ chuông mở rồi, không cần phải kiếm nữa. Cũng như vậy cũng như vậy, cho nên là hoa khai kiến Phật. Kiến Phật đó là thấy được cái chân tâm Phật tánh của mình rồi thì sẵn sàng, có sẵn có rồi, đâu cần phải làm gì nữa. Cũng giống như nhà mình bây giờ đã có sẵn trà, sẵn nước rồi, chỉ cần khách tới cái là mình pha trà, mình đãi thôi, không cần làm gì, không cần phải lăng xăng đi mua, đi kiếm gì hết, sẵn có. Thì Phật tánh tịnh, sự tỉnh giác cũng có sẵn vậy đó. Cái câu đó, cái lý nó là như vậy. Chúng ta thấy được cái chân tâm sẵn có thì không cần khởi cái tâm. Cho nên cái chân tâm đó sẵn có thì gọi là vô sanh. Vô sanh là không còn sanh. Vì mình chưa có mình mới đáng sanh, chứ còn giờ chân tâm Phật tánh đã có thì đâu cần. Mà thấy được nó rồi thì như hồi sáng nói vậy đó, mình còn phải lăn xăng rồi mình thấy dễ thấy khó, chứ còn đơn giản là gì? Đói ăn mệt ngủ. Kính bạch thầy, con của con hỏi, tức là con của vị đạo hữu này hỏi, tại sao con khuyên cháu nó phải quy y giữ giới, giữ năm giới, vì cháu nghĩ cháu còn thích ăn thịt nên không dám quy y, mong thầy giúp cháu hiểu. Thưa đại chúng, ăn chay hay ăn mặn nó không phải là cái chuyện quan trọng trong sự tu hành. Không phải ăn chay rồi thành Phật, hay không phải ăn mặn rồi đọa. Cái quan trọng là chúng ta chuyển hóa được tham sân si, sống cuộc đời có đạo đức căn bản qua sự hành trì năm giới. Không cần thiết mình phải là Phật tử. Bây giờ Pháp Hòa nói như vậy rồi, quý vị có thấy có phải là tất cả mọi con người trên thế gian này nếu giữ được năm cái này đều tốt hết không? Thứ nhất, không giết người hại vật. Thứ hai, không gian tham trộm cắp. Thứ ba, không tà hạnh ngoại tình. Thứ tư, không lường gạt dối trá. Thứ năm, không rượu chè cờ bạc. Có cần phải là Phật tử để giữ không? Bất cứ một con người nào ai cũng có thể giữ năm cái này. Mà nếu mình giữ được cái này á thì cái gì nó sanh? Nhân cách mình có, đạo đức mình có. Nó đâu có thể hiện qua chuyện ăn mặn, ăn chay gì đâu. Mà tại sao bây giờ mình ăn chay? Chẳng qua là mình trợ giúp cho cái phần ăn, thay vì mình ăn những con vật thì bây giờ mình lựa những món ăn nó hiền lành hơn để chúng ta ăn thôi. Chứ còn thật sự ra Pháp Hòa ví dụ như các sư bên Tây Tạng hay bên Thái Lan, bên Miến Điện, bên Lào, bên Campuchia đâu có ăn chay đâu. Các sư vẫn ăn mặn mà. Không lẽ mình nói các sư không tu? Mà tại sao các sư phải ăn mặn? Là bởi vì các sư theo quan niệm của xưa là mình không xúi người ta giết, mình không thấy con vật nó chết, mình không nghe tiếng con vật nó kêu cứu nó chết, thì ai cho gì mình ăn đấy. Cái truyền thống là đi khất thực, mà đã là đi xin thì ai cho chi mình nhận đấy. Còn ngày nay chúng ta ở trong chùa, chúng ta tự động đi chợ về nấu ăn, thì chúng ta lựa những món ăn nào hiền lành chúng ta ăn thế thôi. Nó trợ giúp một phần trong vấn đề tu, chứ nó không phải là toàn vẹn trong vấn đề tu. Đó là Pháp Hòa nói, đừng có đem hai cái đó dính vô rồi để mình excuse. Mình không muốn giữ giới, cái mình giả bộ đó tu còn sanh lắm. Thưa đại chúng, như Pháp Hòa nói hai ngày nay, mình đợi đến khi nào tâm mình tịnh mình mới tu á, thì không bao giờ tịnh, bởi vì không tu lấy gì nó tịnh. Mình đợi đến khi nào tâm mình hết sân, mình không tu lấy gì tâm mình nó giảm sân. Cho nên phải có tu. Đó là Pháp Hòa nói về một cách. Cái thứ hai, giới là có năm phần, phải không? Sắc sanh trộm cắp. Quý vị không nhất thiết phải giữ trọn vẹn năm giới một lúc. Ai mà giữ được một giới hay là hai giới thì gọi là tiểu phần cư sĩ. Giữ được ba giới gọi là bán phần. Giữ được bốn giới gọi là đa phần. Giữ năm giới gọi là toàn phần. Vậy
tu cũng cho level chứ đâu phải tu từ thấp lên cao. Mình ngộ đạo thì mình ngộ nhất thời, nhưng mà tu thì phải nhất kiếp. Quý vị nghe câu đó không? Ngộ nhất thời mà tu nhất kiếp, tức là mình tỉnh giác trong một giây phút nào đó, nhưng mà kể từ đó cả kiếp này mình tu, chứ đâu phải tu có ngày bữa đâu. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. Cho nên ai giữ được mấy giới cũng tốt hết, giữ được giới nào là an toàn giới đó. Cho nên chữ giới được dịch là biệt giải thoát. Chữ giới được dịch là biệt giải thoát. Giữ giới nào liền giải thoát giới đó. Ví dụ Pháp Hòa giữ cái giới không đâm thọc ai hết, không có nói tới nó lui, cho nên cả đời không bao giờ sợ người ta đối chối. Vì mình cứ sợ. Mà nói xong rồi dặn nghe, tôi nói chị đừng nói với ai. Mà chắc không? Chắc cái người đó sẽ không nói với ai không? Rồi cái người đó sẽ gặp người khác, tôi nói chị đừng ai, chị hứa không? Phải bắt người ta hứa nữa, chị thề đi. Tại sao mình phải nói làm chi rồi bắt người ta thề thốt? Ai biểu mình phải nói cái điều đó mà có lợi ích cho ai không? Không. Có liên quan gì với mình không? Không. Điều đó tốt hay xấu? Xấu. Có lợi ích cho ai không? Không. Ba cái đó lọc ra rồi bỏ cái rụt. Ai muốn nói gì khoan, chị cho tôi hỏi, chuyện này có liên hệ với tôi với chị không? Không, không liên hệ. Rồi một cái, mà nó tốt hay chuyện này tốt hay xấu? Trời, tôi có gì tốt đâu nói. À, chỉ là chuyện xấu không, không cần nghe. Không liên hệ, mà cũng không phải là chuyện tốt. Cái thứ ba mình hỏi, mà cái này đích tai chị nghe hay chị nghe người ta nói? Nó tôi cũng nghe nói thôi, vậy thôi khỏi nghe. Muốn ai muốn nói gì với mình thì mình cứ lọc lại, mình hỏi người ta lại. Mình có ba cái filter cà phê mà còn phải lọc mới uống được mà. Thì huống chi một câu chuyện mình nghe không, mình không lọc cho khéo đó là đủ chuyện xanh à. Không bao giờ đâm thọc nói tới nói lui thì chẳng bao giờ sợ ai phải dèm pha mình, đối chối với mình. Giới thứ tư được giữ. Vậy thì chữ giới là biệt giải thoát, nghĩa là giữ giới nào liền giải thoát giới đó. Mà thưa đại chúng, bây giờ quý vị quán chiếu coi có phải năm cái điều này có nhất thiết phải là Phật tử phải giữ không? Đâu có cần, nó là đạo đức cho tất cả con người mà. Mà nó biểu tượng qua lá cờ đây nè. Đó. Năm màu xanh, vàng, đỏ, trắng, cam là tượng trưng cho năm giới. Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, năm màu còn tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này giữ được năm giới thì có phải là cả đại đồng an lạc không? Cho nên năm cái màu phía dưới, năm cái nhỏ nhỏ phía dưới là biểu tượng cho sự tổng hợp. Rồi bây giờ quý vị thấy ha, cái màu xanh có phải tóc không? Mặc dù tóc đen nhưng mà ai cho tóc đen nó tóc xanh. Màu vàng là da, màu đỏ là màu cam, là màu trắng là xương, màu cam là tủy. Đó là tổng hợp của một con người. Như vậy thì bây giờ quý vị thấy một cái lá cờ Phật giáo treo lên thôi cũng không có nghĩa là nó vô lý. Nó biểu tượng cho một sự tu hành của một người đệ tử Phật. Nói riêng mà cho tất cả con người đó. Như vậy thì bây giờ ai mà giữ giới đó, quý vị chỉ cần nghĩ rằng đây là năm điều căn bản xây dựng. Con người sống có đạo, cái đạo đức căn bản của nhà Phật là gì? Một, không làm điều ác. Hai, không làm điều lành. Ba, cứu giúp mọi người. Nhiều đó thôi. Ai hỏi quý vị cứu giúp mọi người? Thứ nhất á, là không làm ác. Hai, làm lành. Ba, cứu giúp mọi người. Thì bây giờ nếu như quý vị, Ai hỏi mình căn bản của đạo Phật là gì, mình chỉ cần nói như đó. Không sát sanh là không làm ác nè, phóng sanh là làm lành nè, không ăn cắp là không làm ác nè, bố thí là làm lành nè, không tà hạnh là không làm ác nè, giúp người tu chánh hạnh là làm lành nè, không nói lời dối trá ác độc hại người nè là không làm ác nè, nói lời hiền hòa hòa giải cho mọi người là làm lành. Như vậy thì năm cái giới này quý vị đừng có sợ giữ nó. Rồi bây giờ nói mình chưa thọ nè. Hồi nào giờ có giết người chưa? Vậy thì có giữ được giới chưa? Hồi nào giờ có ăn cắp gì chưa? Chưa. Cũng chưa có tà hạnh.
nói dối thiệt chút chút. À, rượu chè thì cũng chút chút, giờ mình tu cái mình giảm nè. Người ta ở ngoài đời á, thấy không, ta rượu chè thôi giờ bỏ rượu ăn chè, tu là giảm mà. Người ta ngoài đời ta cờ với bạc, thôi giờ bỏ bỏ bạc chơi cờ. Ta ở ngoài đời trai gái ví dụ vậy. Thì thưa với đại chúng, cái câu đó mình giỡn để mình nói rằng không ai bắt buộc mình một lần mình phải bỏ tất cả. Ở đây chỉ nói cái vấn đề giảm thôi. Chúng ta tu là chúng ta, như hồi sáng qua ví dụ đó, mình thiếu hụt, giảm chi phí xa xí một chút, giảm hút thuốc một chút, giảm nhậu nhẹ một chút, thì tự nhiên tiền mình nó dư. Rồi bây giờ Pháp Hòa hay ví dụ thứ nữa đó, người ta giàu á, người ta lấy lúa, người ta đập, ta đập, ta lấy lúa, xong ta vớt cái bó lúa hoàng bền. Tỷ ta dư, người ta làm giữa lúa, ta đâu có cần đập kỹ, ta đập lấy phần lớn, ta còn trên cái bó lúa nó dính một hai chục hột lúa trở lại ta bỏ. Giờ mình nghèo quá, mình tới mình xin cái bó lúa đó, chịu khó đập một chút nữa, đập hết 100 bó kiếm được 2 lon gạo. Mình bây giờ là tu bòn, tu mót. Bòn mót mấy cái hột lúa mà nó còn lại trên những cái bó lúa của người ta đó. Quý vị hiểu ý không? Cái hình ảnh đó không? Vậy thì bây giờ mình cứ nghĩ là cái điều gì mình làm thiện được một chút cứ làm, bởi vì đó là bòn mót. Nhưng mà nếu mà điều ác mà cứ làm thì cũng bòn quốc mà bòn ác cái xấu ác. Rồi lâu ngày nó trở thành ra cái cực ác. Cho nên thôi thì bây giờ nó tóm lại câu này á. Nếu đạo hữu còn thích ăn thịt, không ai bắt buộc mình phải ăn chay trường, thôi bây giờ ăn tháng ngày được không? Tháng 30 ngày mà ăn có ngày chay thì đâu có khó khăn gì. Mà ăn một ngày không nổi thì ăn nửa ngày. Tức là mình tu á. Thưa đại chúng, mình không phải tu cho Phật. Tu chẳng lợi cho Phật, chẳng lợi cho ai, mà lợi cho chính gia đình mình, lợi cho bản thân. Và cái vấn đề giữ giới nó không liên hệ tới vấn đề ăn chay. Giữ giới là để giữ một cái nền tảng đạo đức cho con người. Quý vị có giữ được thì nền tảng đạo đức mình có, gia đình mình hạnh phúc, chứ không có gì trở ngại hết. Chứ đừng có sợ chị. Phật tử mới học Phật Pháp gần đây thôi nên có rất nhiều thắc mắc, nhưng điều thắc mắc lớn nhất là nếu nền tảng căn bản của Phật giáo là duyên nghiệp và nhân quả, ai làm nhân ác thì phải trả nghiệp ác, thì tại sao Bà Thân Đề làm nhiều điều ác mà nếu đúng theo luật nhân quả thì phải đọa địa ngục nhiều nơi, nhưng nhờ chư Tăng tụng niệm thì được siêu thoát, như vậy thì luật nhân quả ở đâu? Làm sao bà trả được những nhân quả xấu đã làm? Này tôi rầu bà Thanh Đề lắm nha. Bà làm chi mà tôi kẹt nè. Thưa đại chúng, ở trong kinh Vu Lan á, có nói lên cái hình ảnh là bà Thanh Đề, tức là mẹ của ngài Mục Kiền Liên, do làm cái nhân xấu, tức là phỉ báng Tam Bảo vân vân vậy đó, cho nên đọa địa ngục. Nhưng mà cái quan trọng là bà này bỏng sẻn, tham lam, ích kỷ, đọa xuống địa ngục ở trong loài quỷ đói rồi. Ngài Mục Kiền Liên thấy mẹ như vậy, đem bát cơm tới dâng. Thì trong khi thấy bát cơm, bà sợ các loài khác ăn của bà, cho nên bà lấy cái tay trái bà che bát cơm lại, và lấy tay phải bà bóc cơm bà ăn. Thì trong khi mà bóc cơm như vậy thì cơm chưa đến miệng thì cơm đã bốc lên thành lửa, thành than, bà ăn không được. Ngài Mục Liên thấy vậy, tội nghiệp quá, cứu được, thì xin Phật. Phật mới nói rằng lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương. Tức là nói là cái hạnh hiếu của ngài Mục Kiền Liên, thần lực của ngài Mục Kiền Liên không ai mà không cảm động, nhưng không ai làm được gì hết.
chỉ có một điều là nhờ chư tăng chư nguyện. Ở đây cũng là hình ảnh nữa, bà Thanh Đề là hình ảnh của sự tham lam, ích kỷ, bỏng sẻn, đọa xuống địa ngục đói khát rồi mà cũng không giải tỏa được cái tâm đó. Lẽ ra mình khổ thì mình phải cảm thông với những người khổ khác chứ, tại sao là mình lại còn bỏng sẻn? Ví dụ như mình bị người ta lường gạt cho nên giờ mình cũng thông cảm với người bị lường gạt lắm. Còn đằng này mình bị lường gạt xong rồi đi lường gạt tiếp, nó để trả thù. Thì ở đây là cái hình ảnh một Kiền Liên có thần thông, tại sao không cứu bà? Ở đây là trả lời câu trả lời rồi. Nếu mà nói là nhân quả thì phải bà phải Thánh Đề mới chịu. Thì ngài một Kiền Liên dù có thần thông cũng không thể giải nghiệp được, mà phải tự bà. Nhưng mà bây giờ muốn tự bà thì bây giờ một người phải hợp lực thành ra một sức mạnh để khuyên bà, để cho bà phát cái tâm buông xả cái nghiệp bỏng sẻn, ích kỷ, tham lam, để bà mới có thể siêu thoát được. Thanh Đề cũng có thể là mỗi người chúng ta, bởi vì chúng ta cũng có bản chất của tham, ích kỷ, vân vân. Và chúng ta cũng đang sống đau khổ trong địa ngục tối tăm nếu chúng ta không buông xả được. Đâu nhất thiết phải chén cơm đâu. Một câu nói người ta nói ra mà nói xong người ta mất tiêu hết trơn rồi, mà mình ôn hoài cả mấy năm nay mình chưa hết, mà cứ mỗi lần nhớ tới cái câu đó lửa nó phừng phừng lên, nó đốt mình. Có phải là mình có phải là ôm cái đó không? Ở đây là nói cái biểu tượng, nhưng mà nếu không đưa những hình ảnh thì chúng ta không có cái gì để chúng ta làm cái biểu tượng để chúng ta tư duy, quán chiếu và học hỏi. Cho nên ngài một Kiền Liên á, là tượng trưng cho một người con hiếu thảo, một người mà có luôn luôn mong mỏi đưa người thân của mình ra khỏi khổ đau. Vậy thì chúng ta cũng có thể là một Kiền Liên muốn giúp cho người thân mình hết khổ, nhưng mạng mình khuyên được, mình phải đi cầu cứu. Con mình nó khổ quá, một mình mẹ sao mẹ làm được, phải có ba, phải có ông nội bà nội, cả gia đình cùng họp lại giúp người đó. Chưa chắc là người đó đã suông xả. Cho nên bà Thanh Đề sở dĩ thoát được cái nghiệp là nhờ chư tăng đem cái tâm lực khuyên bà, và xả được cái đó thì bà mới hết khổ được. Mấy đứa con đó nói má ơi, ba con nó lỡ mấy chục năm làm lỗi với má, mà mấy chục năm rồi má bỏ đi đâu có được mày. Tao nhớ tới mấy ngày mà ông đối xử với tao vậy là tao trào máu rồi. Lửa tao nó nổi lên rồi. Ví dụ vậy đó. Thì có phải là một người con là một thanh đề, một Kiền Liên mà đang muốn cứu một người mẹ ra khỏi, nhưng mẹ không muốn xả được. Rồi bây giờ mình phải hợp lực lại mỗi người một câu, mà người đó phải giải thoát là khi người đó không còn ôm cái đó nữa, thì cái câu nói đó nó không còn là lửa để nó đốt mình. Vì chúng ta không buông bỏ được chứ chúng ta cứ ôm giữ nó. Mà bây giờ quý vị nghĩ con có phải là mỗi người chúng ta đang ít nhiều gì cũng có một chén lửa nhỏ nhỏ để trong lòng đó, thấy chưa? Giờ khai thiền rồi, nói chờ cơ hội phục trái. Cho nên thưa đại chúng, chữ tăng là gì? Tại sao nhờ chữ tăng? Tăng là gì? Chữ tăng nó có hai cái bản chất, một là thanh tịnh, hai là hòa hợp. Một đoàn thể phải có thanh tịnh, phải có hòa hợp thì mới mong cứu vãn được. Một gia đình gây gỗ tối ngày thì làm sao có chất lượng, chất liệu của tăng. Chất liệu của tăng là phải hòa hợp. Quý vị chưa bao giờ nghe những đứa nhỏ nó than không? Nó nói là nhiều khi con đi học về con không muốn về nhà, tại vì ba mẹ con cứ gây hoài. Con sống ở trong nhà ngày nào con cũng phải nghe ba mẹ nói, con khó nghe lắm. Mà nhiều đứa nó nói là nó hồi nhỏ đó,
nó lấy cái gối nó che cái tai nó lại mà nó vẫn nghe tiếng hét của ba mẹ. Rồi ba mẹ hàng ngày hét với nhau, chửi với nhau, vô tình cái chất độc mà sân si đó đi vào đứa nhỏ, cho nên lớn lên đó, nó cũng hét người này nó hét người kia mà nó không bao giờ nói cái đạo lý, nó không bao giờ nó ngồi xuống nó nói lý lẽ, động tới nó là nó hét thôi. Cho nên thưa đại chúng, cái cảnh địa ngục mà ở đây muốn diễn tả như trong kinh Vu Lan mà nói đó, không là để nói lên cái hoàn cảnh của con người chúng ta nếu chúng ta không có khéo. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có thể là Thanh Đề mà ai cũng có thể là một ly. Nếu mình là bà Thanh Đề thì nhờ phải có một ly. Nhưng mà thần thông không thể làm được gì hết. Nghĩa là thần thông không độ được nghiệp lực nếu tự người đó phải giải nghiệp. Ở đây hồi nãy Pháp Hòa có nói đó, nhân quả mình có thể chuyển nhưng mà tự chuyển chứ không thể ai chuyển cho mình. Còn nếu mà nó muốn trả, đâu phải người ta, thí dụ thôi, Việt Nam mình hay nói chơi á, tới tiệm tôi ăn không có tiền trả, đi vô đó rửa chén trừ. Thì như vậy đó, thì không phải là mình nợ người ta một cái đánh thì người ta phải đánh mình lại đâu. Nhiều khi mình trả bằng một hình thức khác. Hôm qua nhớ Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Thanh Từ, ngài nói tôi là cái người nợ tăng ni, nợ Phật tử. Tôi đâu có ý định ra nước ngoài để tôi làm đạo đâu, phải không? Nhưng mà nếu mà nợ tôi còn thì tôi cũng phải ra ngoài đó tôi trả cho Phật tử. Mà trả bằng cách nào? Trả bằng cách là quá độ cho người ta tu. Chứ đâu phải ngày ngày đâu có tiền bạc thì ngày trả cho ai. Nhưng mà nếu mà mình độ cho một người đó họ hết khổ được, tức là mình trả ơn cho họ rồi. Cũng giống như bây giờ đó, quý vị thấy không? Mình sống với nhau, mình mang nợ nhau, cho nên đời này mình cứ trả đắp đổi, mình trả cho nhau. Nhưng mà bây giờ nếu mình trả cho nhau bằng cơm áo gạo tiền hoài, vừa trả mà vừa khổ. Bây giờ mình nhờ Phật Pháp mình hiểu rồi, mình cũng sống, mình tu sao mình cảm hóa được người đó, để người đó xả bỏ đi những cái tâm sân hận oán thù đối với mình, thì tự nhiên mình hướng tâm hướng với nhau, cùng nhau xả ly mà cái quán kết. Bây giờ có giúp cho nhau cái gì không thấy là nghiệp nữa, mà lấy là nguyện. Đó là nguyện mà giúp đỡ cho nhau. Khi mà mình chưa hiểu, mình thấy cái gì cũng là nghiệp. Trời ơi sao nghiệp tôi nặng quá, tôi phải dướng ông chồng bệnh hoạn mấy chục năm tôi giúp. Nhưng mà bây giờ mình nói không, đó là nguyện. Nếu mình phát nguyện nó tự nhiên mình làm mà mình không có khổ, không có buồn gì, không than trách gì. Bây giờ mình không làm thì ai sẽ giúp? Mà người này đã từng là một cái người chung sống với mình, bạn đồng với mình. Bây giờ người này bệnh thì mình phát nguyện mình giúp thôi. Bồ Tát mà mình đâu có lăng, mình đâu có, bây giờ mình nói mình độ ai đâu, chưa thấy trước mắt mình có người cần độ sao mình không độ, phải không? Bây giờ hết giờ rồi, quý vị có nghe nổi vài câu nữa không? Hay là mình dừng? Nhờ thầy giải đáp dùm thiện nam tính nữ là gì? Thiện nam là boy, tính nữ là girl. Thiện nam thật sự ra đó, nam cũng phải có thiện có tính, nữ cũng phải có thiện có tính. Như bởi vì cái câu chúng ta thường nói cho nó có một cái câu chúng ta nói là thiện nam tính nữ, chứ thật sự ra không phải mấy ông nam là hiền mấy bà chỉ tin, không phải nghĩa vậy. Nếu mình nói là thấy không, rõ ràng ta kêu thiện nam tính nữ nè, nghĩa là mấy ông không tu nhưng mấy ông hiền, còn mấy bà tin mù tính quán, cái gì cũng tin kêu tính nữ. Thật sự ra nếu mình không có tính thì làm sao mình có thiện? Mình phải có niềm tin mình mới sanh điều thiện chứ. Vậy thì nữ hay nam cũng phải có thiện và có tính. Nhưng bởi vì cái câu nói chúng ta thường nói vậy, phải không? Thí dụ gì mà nói ladies and gentlemen, không lẽ lady không gentle? Cái câu ta nói mà, thí dụ như bây giờ ta nói rõ là gentle ladies, gentlemen cũng được, lẽ ra phải nói vậy đó. Nhưng bây giờ cái câu ta lên ta phát biểu, ta nói là ladies and gentlemen,
vậy thì mấy ông chỉ gentle, mấy bà không có gentle. Ở đây cũng vậy, thiện nam tính nữ là mình nói cái câu cho nó suông, cái câu nghe nó hay, chứ thật sự mà nói phải nói là thiện tính nam, thiện tính nữ. Bởi vì nếu mình không có tin thì làm sao mình sanh thiện? Nếu mình không có tin rằng mình cố gắng mình bớt sân đi, từ từ con người mình nó sẽ hiền ra. Hồi đó mỗi lần mà mình sân là mắt mình nó trợn lên, gan răng mình nó nghiến lại, tai mình nó cung lên nó chỏ vậy. Bây giờ cứ mỗi lần mà mình nổi sân lên cái mình giảm, mình nhắm mắt lại, ăn liếc mắt mình từ từ nó bớt lòi. Mình tin vậy đó. Mà ví dụ có nhiều người ta thấy trời thầy, người ta nói thầy dữ lắm, tôi dữ là nào. Nhưng mình liền tất cả. Cũng giống như mà mấy cha mẹ mà biểu mấy đứa nhỏ học cái tiếng Việt, mẹ đã nói với con rồi, con không có được nói English, ok. Nói hồi cũng chêm câu vô. Tại sao mỗi lần đến chùa niệm Phật thì nước mắt cứ rơi hoài? Thì tại dư. Dư nó mới rớt. Ta kiếm giọt không ra. Thưa đại chúng, khóc đâu có nghĩa là khổ. Có những giọt nước mắt đâu phải khổ. Có những giọt nước mắt do hạnh phúc, do cảm động, do vui mừng. Bởi vì khóc, nhiều khi khóc không hẳn là khổ mới khóc. Vui quá cũng khóc. Hồi trưa em muốn khóc rồi đó. Mà nhớ lại cái bài hát Bỗng Dưng Muốn Khóc. Có nhiều khi quý vị biết là Pháp Hòa thấy một cái hình ảnh đại chúng ngồi ăn cơm im lặng giống như mấy ngày nay, Pháp Hòa cảm xúc lắm. Pháp Hòa rất là thích cái giờ phút như vậy. Hàng trăm, 200-300 người mà mình vẫn giữ được cái không khí thanh tịnh, nó tạo, mặc dù không tiếng ồn, nhưng mà cái thanh tịnh nó tạo lên được một cái đạo lực đặc biệt ở trong hội chúng. Không biết quý vị có cảm nhận được cái hùng hậu đó không? Tự nhiên mình cảm xúc khi mình đại chúng đi kinh hành trên mảnh đất nào mình niệm Phật đều với nhau, tự nhiên mình cảm xúc và nước mắt mình nó. Mình sống ở nước ngoài cái thời gian mình sống gần tăng ít lắm, giỏi lắm chùa 2-3 thầy mà ngày nào công việc cũng lu bu, rồi nhiều khi quý thầy cũng có thời gian. Vừa rồi cái khóa an cư ở bên Canada, 85 thầy cô, quý vị biết sống cùng với 300 Phật tử, 350 Phật tử, coi như là trên dưới 400 mấy người tu trong 10 ngày. Mà những cái giờ phút mà đắp y á, quý thầy ở trên đắp y vàng 85 vị, ở dưới này 300 mấy giới tử đắp y đâu. Rồi đi trong một cái khuôn viên rộng lớn, rồi đi sắp hàng lấy cơm, rồi kinh hành niệm Phật, im lặng lấy cơm. Nó tạo ra một cái không gian đặc biệt hơn. Và mình ước gì mình được sống trong môi trường này dài hơn nữa, chứ không phải chỉ là 10 ngày. Cho nên cái ngày cuối khi mà tác bạch để mà cảm ơn quý ngài thì có quà cảm xúc. Là vì cái hình ảnh này nó sẽ nuôi dưỡng mình. Cái hình ảnh mà mình tu chung, mình hạnh phúc với nhau, nó nuôi dưỡng mình. Pháp Hòa với thầy Pháp Ân thì biết nhau nhiều rồi. Hai anh em kỳ này nhận cái show này. Đi qua đây thì được gặp thêm, ngoài thầy trụ trì còn thêm được thầy Đạo Dung, quen được thêm thầy Minh Hải. Rồi có nhiều tối 4-5 anh em xúm lại với nhau một cái phòng chút và ngồi tum húm vậy mà pha trà uống với nhau. Mà thưa đại chúng, mặc dù Pháp Hòa không nói ra, nhưng mà những giờ phút đó Pháp Hòa hạnh phúc lắm. Hạnh phúc là mình sống được trong cái tình huynh đệ người tu với nhau. Rồi mai đây mỗi người một ngã, mong đem lại hạnh phúc cho đời. Dẫu cho xa cách nơi này, nhưng tình huynh đệ vẫn nhớ hoài đêm nay. Cho nên cái hình ảnh mà người tu mà ngồi với nhau uống trà, nói chuyện Phật Pháp, nói những công chuyện Phật sự với nhau, ví dụ vậy, nó tạo cho mình một cái tình cảm thiêng liêng. Vì sao? Vì mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ cái gia đình của mình, rồi còn có mái tóc thề cũng bỏ luôn. Rồi bỏ hết rồi để làm gì?
để mình ngon, mình có một được cái một cái tình người tu với nhau. Cho nên giờ cũng mặc dù Phước Hòa không nói ra, nhưng mà trong lòng Phước Hòa tự biết là mình đang có được cái hạnh phúc với huynh đệ của mình. Rồi gì, nếu mà không lẽ gì cứ khóc cái trồn ốp túi cảo xuống đó. Nhưng mà thật sự nếu ai có khóc đừng có lo. Tại sao mình nghe cải lương mình khóc mà không thắc mắc? Giờ tụng kinh mà khóc thắc mắc gì? Rồi hôm nay con lại tới đây, vừa lúc đám cưới mà thằng Tâm đứng đứng bừng giá tiền. Trời ơi, vậy đâu con? Bây giờ mình tụng trong kinh: ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Trời, câu kinh sao nó đúng quá. Ba cõi ngục hình là tham sân si. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi, hôm nay con nguyền ra khỏi. Để làm gì? Để theo gót ngài vượt qua khổ ải, để nương thiền từ vượt bể ái hà. Nhớ lời Phật, nhớ lời ngài, bờ giác không xa. Chỉ cần hành thập thiện thì cuộc đời tươi sáng. Chỉ cần bỏ việc ác thì đời quang đãng. Chỉ cần đem phúc lành gieo rắc phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng. Con nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Nếu mà mình tụng cái bài đó mà ai có một cái giọng tụng hay nữa, ngồi khóc được như thường. Phải không? Mình tụng mình có thể cảm xúc được bài kinh. Mình nghe cái lương mình cũng khóc được. Thì mình nghe một bản nhạc, phải không? Hay mình nghe một bài thơ: năm xưa tôi còn nhỏ, tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Nếu bài thơ đó mình đọc lên mình cảm xúc, vì cái người viết bài thơ bằng sự cảm xúc. Người thi sĩ họ viết thơ từ đâu? Từ những tiếng nhạc lòng của họ. Nhiều khi thơ họ không có vần, không có điệu, nhưng mình đọc vô ai cũng cảm được. Ai cũng cảm được những cái lời thơ tuy rằng bình thường. Quý vị thấy cái tác phẩm Bông Hồng Cài Áo: chiều nay khi đi làm về, mẹ anh đang ngồi vá áo, anh dừng kim chỉ lại, chỉ cần hỏi mẹ một câu: mẹ ơi, mẹ có biết gì không? Mẹ anh chắc chắn sẽ hỏi rằng: biết gì hả con? Anh chỉ cần nói với mẹ rằng: biết là con thương mẹ không? Cái lời văn đó đã tạo nên ý tứ cho nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ viết lên bài hát Bông Hồng Cài Áo. Bây giờ năm nào mình, lúc nào mình nghe lại bài Bông Hồng Cài Áo mình cũng khóc. Mình nghe cái bài Bông Hồng Bông Đã Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng: tháng bảy ngày trăng mùa hiếu vu lan về, hoa hồng người ta cài áo sắc hồng tươi, riêng con hoa trắng trắng màu xót thương, mẹ ơi thương nhớ không lường. Những cái lời đó cảm xúc được. Vậy thưa đại chúng, mình nghe một bản nhạc mình có thể khóc, mình nghe một bài cải lương mình có thể khóc, mình tụng một lời kinh mà lời kinh nó thấm thía thì mình có khóc cũng là chuyện thường. Nếu nói mừng, mừng là mình tụng kinh bằng cả trái tim. Mình tụng bằng trái tim mình mới khóc được. Còn nếu mình tụng bình thường mình đâu có khóc được. Tụng bằng trái tim thì sẽ khóc được. Cho nên khóc nữa đi. Nó có cái bài hát khóc nữa đi em. Thưa thầy, con không hiểu rõ ý câu này: thà chấp có bằng hạt cải còn hơn chấp không bằng núi tu di. Hiện nay con đang tu tập bỏ hết các chấp thì con có vướng vào chấp không? Cái câu mà thà chấp có bằng hạt cải còn
hơn chấp không bằng núi tu di. Nó có cái nghĩa này, thật sự ở trên đời nó có hai cái nhìn, người nhìn có, người nhìn không. Thí dụ bây giờ cái người nhìn không nè, không tội phước, không nhân quả, không báo ứng, không trời Phật, không thánh thần, không thiện lành, tu cũng chết, không tu cũng chết, thấy không? Ăn chơi cũng chết, tu hành cũng chết, thôi ăn chơi thì chết. Thì đây là cái người họ nói không đó. Thì bây giờ cái người khác thì nói có tội, có phước, có nhân, có quả, có trời, có Phật, có lành, có thiện. Thì quý vị thấy cái người mà chấp có này với cái người chấp không ai nguy hiểm? Chấp không nguy hiểm hơn. Bởi vì chấp không thì nó là không trời, không Phật, không đất, không gì hết. Thì cái người này sẽ không từ chối ác nào mà không làm. Nhưng mà nếu cái người mà tuy là người ta chấp có những cái đó chưa đúng, nhưng mà ít ra người ta còn biết lắm giữ làm lành. Cho nên nói thà chấp có như là một hạt cải, còn hơn chấp không bằng núi tu di. Nghĩa là mình nói cả cái núi tu di này cũng không, nguy hiểm. Còn cái người kia nói một hạt bụi cũng coi là có, thiệt lỡ hơn. Có và ví dụ gì nè, bạn trai làm gì, bà niệm Phật làm gì, Phật trời đâu chứng cho bà. Bà niệm xong bà chửi người ta quá trời, bà niệm chi? Mô Phật, hồi xưa bà chửi 1 tháng 30 ngày, mà giờ bà trừ ra mấy tiếng đồng hồ bà tu. Không? Nếu mà nó là bà niệm Phật bà chửi người ta, hồi xưa bà chửi full time, bây giờ bà chửi part time là béo. Quý vị thấy rồi đó không? Bây giờ quý vị chấp nhận người chửi full time hay chửi part time? Thật sự ra đó, cái áo không làm nên người tu, nhưng mà người tu không thể thiếu chiếc áo. Bởi vì nếu mà ông không mặc áo thì ông mặc cái gì? Ông sẽ mặc quần jean, ông sẽ thắt cà ra vát. Mà hãy ông có cà vạt thì thế nào ông cũng còn có cà rá. Mà ông có cà rá thì có ngày ông đi ăn cà ri, rồi ông ăn cà rem, rồi ông đi cà ràng cà rít, rồi ông đi cà thẻ, rồi cuối tháng cà lâm. Còn bây giờ mà ông có cái cà sa thì cái nào cũng cà, mà ông có cà sa thì ông thắng mấy cà kia. Ông mà nói vậy là quý hiểu được cái ý không nè? Chiếc áo không làm nên người tu, nhưng người tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải để làm Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Bởi vì không tụng kinh thì lấy gì minh Phật chi lý? Mà Phật chi lý không rõ thì đi cũng tới vậy, mà tới mù tới mịt, tới chỗ xa đọa chứ đâu phải rõ ràng. Cho nên tu là phải học. Tu mà không học là như cái người mù, phải không? Tu mà không học thêm lớn vô minh, học mà không tu là thêm lớn tà kiến. Tu mà không học gì hết thì càng tu càng không hiểu biết và lòng vô minh. Mà học thiết là nhiều mà chẳng tu gì hết thì tà kiến nó xong. Bởi vì cái chấp này nói kia. Còn cái chuyện mà hiện nay con tu bỏ hết các chấp thì con có vướng vào chấp không? Tạm thời mình dùng. Thí dụ như đây. Thí dụ thôi. Cái người đó người ta ăn chay. Người ta ăn chay mà người ta còn ăn canh hẹ. Cái mình mới nói tu mà Phật ăn hẹ nha, tu tụng kinh Phật không chứng. Thì dù mình có thể mình bỏ hết các cái chấp khác, nhưng mà rốt cuộc cái bị bó hẹ nó còn. Chấp hẹ. Bây giờ quý vị thấy là bây giờ cái hẹ người ta ăn là chẳng qua người ta trị bệnh, ta ho người ta ăn hẹ. Mà thật sự ra hành hẹ tỏi nén bản chất nó cũng chẳng có gì tội lỗi. Nhưng mà tại sao mình phải cử? Bởi vì cái chất nồng nó quá nặng, mình ăn nhiều thì người mình nó hôi, thấy không? Mình thở nó cũng hôi, mồ hôi mình nó cũng hôi, và đồng thời cái chất kích thích ở trong đó nó nặng, cho nên người tu giảm vậy thôi. Không lẽ bây giờ cái mình ta nhồi ta làm bánh cho ta chét một miếng này có tỏi thì tôi bóc tỏi này. cái kiểu bột tỏi đó thì ăn được thì ăn,
ăn không được thì ăn cái khác, chứ không có gì với tiền hà mà ngồi trời tu mà ăn tỏi. Tu mà ăn tỏi, tỏi đâu nó mất tiêu mà mình cứ bị cục tỏi nó cứ giảng giảng. Quý vị thấy điều đó mà nói vậy đó. Cho nên á, bây giờ Pháp Hòa kể câu chuyện ví dụ nè. Cái anh mà anh ghiền thuốc, anh muốn bỏ thuốc, anh nhai kẹo xin gâm. Tới hồi hết ghiền thuốc cái bắt đầu tới ghiền kẹo. Miệng xinh xách, xách nhai hoài cùng xin gâm. Hiểu không? Nhiều khi mình vướng cái đó đó. Mình bỏ được cái này cái mình chấp cái kia. Cho nên á, nói như vậy không có nghĩa là mình không dính vào phải. Bây giờ á, cái gì mình cần mình cứ dùng. Thí dụ như á, chùa có phải có internet. Bởi vì cái xã hội, cái thời đại bây giờ rồi, nó phải bắt buộc như vậy thôi. Thì mình sử dụng internet. Nhưng mà mình phải biết mục đích internet để làm gì. Bản chất của vật chất nó không có gì tội. Nhưng mà quan trọng mình sử dụng nó là sao. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng tại người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Bản chất tiền nó không tội, không lỗi gì hết. Nếu quý vị nói là tiền ác, thôi đưa vô chùa đi, thầy trụ trì cũng xây cái hội trường cho hết ác à. Bản chất của tiền là ăn thua, mình biết cách xài. Tụi con có các câu hỏi này. Một, mấy người đi làm việc thiện nhưng đi khoe khắp mọi nơi thì người đó có được phước báo gì không? Được, được người ta khen. Tại vì mình khoe. Hãy khoe thì được khen thôi. Thưa đại chúng á, làm việc thiện dĩ nhiên là mình có được cái phước thiện. Còn mình đi khoe thì mình có cái lỗi ở cái chỗ khoe. Chứ không phải vì khoe mà mất phước. Phải không? Nhưng mà khoe nó cũng có nhiều cách để khoe. Thí dụ như người ta nói, ồ kỳ rồi tôi làm được 10 cái giếng cho người nghèo. Thì mình nói ra nhiều khi người ta phát tâm, người ta nói, ủa sao chị làm chị không kêu tôi? Lần sau chị làm chị nhớ loại nghe. Thì lần sau mình đi đóng giếng cái có thêm được người ủng hộ. Nó tùy cái cách khoe. Không phải khoe là để mình biểu lộ cái ấy, nhưng mà mình nói để cho người ta phát tâm. Cái cách đó nó khác. Có người ta cũng khoe. Có cái cô đó, có cái ông đó, ổng đi tới đi lui từ sáng giờ không ai khen đôi giày ổng. Tự nhiên cái con nhỏ nó lỡ nó đi nó dắt té giọng cái trời ơi cơ hội tới rồi, ổng khoe đôi giày. Ổng nói mày đi mày không thấy đường tao đá mày chết rồi cái ổng đưa đôi giày ra. Ổng đưa đôi giày mới còn ra để ổng khoe mà. Thế thì sẵn cơ hội cái thằng nhỏ này nó cũng muốn khoe luôn. Mà ổng nói vậy nó khoái quá, nó nói nè, đá đâu đá đừng đá trúng dây nịt mới của tôi nha. Thì vừa dứt câu cái thì cái người kia cũng muốn khoe mà không có cơ hội, hay quá, hai người này đang họ đưa cái bàn tay hột xoàn ra thôi cho tôi kén. Câu hỏi thứ hai, tụi mà muốn nghỉ chưa nè? Lát nhớ thôi, không phải lỗi tại em nha. Con ngựa của Đường Tăng là symbol gì? Trời ơi mô Phật. Hết người rồi tới ngựa. Em có đi ngựa đó em biết. Mắt thấy em mặc đồ sao thì hỏi anh ngựa. Thưa đại chúng đó là thật sự ra đó, Ngài Huyền Trang đời Đường ở Trung Quốc là một nhân vật có thật trong Phật giáo Trung Hoa.
cái sự việc Ngài đi thỉnh kinh ở Ấn Độ là một sự việc có thật. Và cái đường đi của Ngài gian nan và chỉ một mình chứ không có ai khác. Lúc đầu có một vài người đi theo, nhưng sau đó họ bỏ cuộc hết. Còn một mình Ngài vân du, thời gian đi và về là 7 năm. Ngài ở tại Ấn Độ, học tiếng Ấn Độ, học giáo pháp tại cái trường Phật học Ấn Độ Nalanda 10 năm. Như vậy là thời gian ròng rã ở đi về của Ngài là 17 năm. Khi Ngài trở về Trường An, Ngài chở kinh sách tượng Phật về, và vua Đường đã xây nên một cái ngôi chùa để mời Ngài vào trong đó dịch kinh. Và Ngài đã để ra thời gian là 19 năm để dịch kinh từ tiếng Phạn ra tiếng Trung Quốc. Và cái con đường đi của Ngài nó gian nan, và nó được người ta truyền miệng ra rất là nhiều những câu chuyện gọi là thần thoại về chuyến đi của Ngài. Tác giả Ngô Thừa Ân đã gom tất cả những câu chuyện truyền thuyết đó để viết lên một bộ tiểu thuyết tên là Tây Du Ký. Như vậy thì tất cả những tình tiết trong Tây Du Ký hoàn toàn không có thật và không đúng sự thật. Chỉ có một nhân vật thật trong đó được mượn, đó là Ngài Huyền Trang. Còn cái việc Ngài Huyền Trang bị người ta thả, bị được mẹ thả trôi sông, trôi vô cái chùa rồi được thầy nuôi đó, rồi được Quan Âm thị hiện ban cái cà sa rồi nói đi Tây Phương, tất cả tình tiết trong Tây Du Ký là hư cấu, không có thật. Mình phải rõ cái đó trước. Điều thứ hai, ông Ngô Thừa Ân là tác giả bộ truyện Tây Du Ký này là một người có thể nói là hiểu đạo lý rất nhiều. Cho nên ông đã dựng lên những nhân vật và những câu chuyện trong đó đều mang cái tính chất rất thật trong cuộc sống của chúng ta. Mà ngày hôm qua Pháp Hòa nói là tham sân si là tượng trưng cho tham là ai? Bát giới. Sân là tề thiên, và si là sa tăng. Ba người đó là tượng trưng cho tham sân si đệ tử của một người thầy. Giống như mình như Huyền Trang, như Huyền Tăng vậy đó, mình như Đường Tăng. Có ba người đệ tử là tham sân si. Bây giờ muốn chuyển hóa tham sân si thì phải tu giới, tu định, tu tuệ. Chuyển tham sân si bằng cách tu giới, tu định, tu tuệ. Cái con ngựa ở trong phim kể đó bị người ta nuốt, đúng không? Bị thái tử ở Long Cung nuốt ngựa, rồi sau đó phải trả bằng cách là cái thái tử phải biến thành con ngựa để cho Huyền Trang đi. Tại sao Ngộ Không có thần thông, không đằng vân đưa thầy trò đi tới Tây Phương một cái vèo, mà phải để cho thầy trò trải qua 81 cái nạn? Như vậy thì đi Tây Phương nghĩa là tất cả chúng ta đang có ý chí muốn đưa tâm mình tới chỗ thiện. Mà trên con đường tu thiện không phải dễ dàng như mình nghĩ, mà nó phải trải qua bao nhiêu những thử thách, những khó khăn. Quý vị đồng ý chưa? Suốt 3 ngày nay quý vị có bị thử thách không? Trời lạnh nè, trời mưa nè, đau lưng nè, đau cẳng nè, ăn tối nè, hôm qua cũng có nhiều người đói mà đâu dám ăn. Ví dụ vậy, đó là thử thách. Đó là thử thách, nếu mình vượt được nó thì mình tới Tây Phương. Cho nên khi mà gặp, mình nói một cái ví dụ, tại sao không đằng vân mà phải cưỡi ngựa? Bởi vì lúc này con ngựa là tượng trưng cho phương tiện. Muốn tới Tây Phương phải đi bằng đường bộ, mà muốn đi thì phải có phương tiện để đi, là phương tiện là con ngựa. Cũng như chúng ta vậy. Bởi vì chúng ta mỗi người âm điệu tụng một kiểu, cho nên phải có cái mỏ để dẫn tất cả chúng ta tụng cho nó cùng âm. Rồi để có cái chuông lâu lâu thỉnh lên để tỉnh giác chúng ta phải trở về, đừng có phóng túng chạy nhảy cái tâm của mình. Như vậy chuông mỏ là phương tiện giúp cho tất cả chúng ta tụng kinh trong cái hài hòa điềm, cùng một cái âm điệu làm cho cái năng lực tâm của mình được dồi dào.
cái áo tràng nó chỉ là tấm vải, nhưng mai qua cái hình thức đó, màu lam tượng trưng cho nhan khói hiền lành, màu của sự thanh tao giải thoát. Mặc cái áo tràng vào tự nhắc nhở mình phải thể hiện cho được cái nét hiền dịu nhẹ nhàng. Như vậy thì tất cả đều là phương tiện, thì con ngựa này cũng là phương tiện. Con ngựa phương tiện để tới Tây Phương, thì cái bình bát của Đường Tăng là phương tiện để nuôi thân. Cho nên tới Tây Phương thỉnh kinh, hỏi có gì trao đổi không? Nhớ không? Nhớ cái đoạn cuối đó không? Thì cuối cùng Ngài Huyền Trang phải đưa cái bình bát trao đổi với Ngài Ca Diếp A Nan để có được kinh có chữ. Không có cái gì trao đổi thì kinh không có chữ, mà chân kinh thì làm gì có chữ. Mà bây giờ thế giới con người mình cần có chữ để hiểu. Bây giờ anh muốn có chữ. Có chữ tức là có vướng mắc. Mà có vướng mắc là có đối đãi. Có đối đãi là có vướng mắc, cho nên lấy bình bát làm biểu tượng. Tôi chỉ nói một vài điểm vậy thôi. Quý vị muốn nghe, quý vị tìm cái bộ Phóng Hòa nói về Tây Du Ký 18 dĩa. Cái bộ đó có cái tên là Theo Dấu Đường Tăng. Quý vị lên Google, quý vị bấm cũng có cái bộ đó lên. Rồi Pháp Hoài dựa theo cái bộ phim Trung Quốc đóng hồi năm 1986 đó, Pháp Hoài giải thích từng đoạn những nhân vật và những đoạn phim đó, để rồi đại chúng thấy được Tây Du Ký là một bộ tiểu thuyết hư cấu, nhưng mà hư cấu có đạo lý để chúng ta nương vào. Thứ ba, sư phụ thầy là ai? Cái này là bó tay chấm cơm. Sư phụ của thầy là thầy của thầy. Con nghe nói tu thì chỉ nên tu một pháp môn thôi. Con hồi đó chỉ tu tịnh độ, con mới tập tu thiền tứ niệm xứ về cảm thọ Vipassana. Con rất thích, nhưng mỗi lần tâm con rất động, chỉ có câu niệm Phật mới giữ cho con không sân. Khi tối về con ngồi thiền để xả nó, như vậy có tốt không? Cái này gọi là sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương. Không có sao, phải không? Tối leo lên giường nằm coi cải lương là cuộc đời lên hương. Như hồi nãy Pháp Hòa nói, thiền tịnh chỉ là một. Thì bây giờ mình dùng cái gì mà nó ứng xử để cho mình qua được thì mình cứ dùng. Ví dụ bây giờ mình thường ngày mình quán thân thọ tâm pháp gì đó, nhưng mà hãy mình nổi giận thì chỉ có niệm Phật, cái tâm mình nó lắng thì được thôi, chứ có sao đâu. Thế đừng có lo cái chuyện đó. Cho con xin hỏi, một người Phật tử tại gia mỗi ngày có nên cúng cơm và đọc tên ông bà cha mẹ đã quá vãng về ăn cơm hàng ngày không? Hai, và có nên mời các vong linh siêu mồ lạc mã về nơi ăn hưởng thọ hay không? Thưa đại chúng, cái chuyện mình mời là mình mời, mà ta có về không chịu ta? Chứ em có biết ai về ai ở. Mà bây giờ ví dụ mình mời mà người ta về, mình dám đứng đó không? Thưa đại chúng á, trước hết mình nói cái này nè. Cái vấn đề cúng ông bà nó không phải của Phật giáo. Cúng ông bà nó là một cái truyền thống của dân tộc Việt Nam. Vì dân tộc Việt Nam luôn luôn nhớ nghĩ đến ông bà, dù ông bà đã quá vãng. Và dù người đó không cần, người đó phải là Phật hay là không Phật, ai cũng có cội, có nguồn. Ai cũng có ông bà, cha mẹ. Vì vậy cho nên khi ông bà mất, thể theo truyền thống dân tộc Việt Nam thì chúng ta cúng kiến cho ông bà. Ông bà có ăn không? Mình không biết. Nhưng có một điều chúng ta làm để làm gì? Để chúng ta giữ lại cái đạo đức, cái văn hóa, cái truyền thống, cái hình ảnh ông bà không bao giờ phai nhạt trong lòng cháu con. Cái đó là cái chính. Pháp Hòa ví dụ,
mình bây giờ có cháu mà ba mẹ mình thì mất lâu rồi, nhưng bây giờ nếu mình quan niệm chết là hết, mình không thờ cúng nữa, thì cháu mình nó mai mốt hết đời mình nó nhìn hình đó nó không biết ai. Nhưng nhờ cái bàn thờ tổ tiên mình vẫn để đó, cháu nó hỏi cái hình đó là ai, mình nói đây là ông cố con, và mình nói luôn tiếng Anh your great grandpa, thì tự cái câu đó nó đi vào cái hình ảnh, đi vào đầu nó. Mai mốt mình có chết nó vẫn nhớ đây là ông cố của nó. Như vậy mình cúng cái đó không phải là cúng ai, mà cúng con cháu mình để nó lưu cái truyền thống đó. Nếu mình quan niệm chết là hết, không cúng quả thờ phượng gì nữa cũng không sao, chuyện của mình. Nhưng mà rồi mình sẽ cắt đứt đi cái sự truyền thừa cội nguồn của con cháu dòng tộc của mình. Còn mình cúng đó là bị nuôi dưỡng con cháu mình để nó không mất nguồn, mất cội. Tại sao khi chúng ta đi chơi, chúng ta biết mua một món quà về tặng cho bạn và nói chị, tôi đi chơi tôi nhớ tới chị, tôi mua món quà này để chị giữ làm kỷ niệm, bạn đem về để trong tủ. Chẳng những chưa, còn ký tên ngày tháng ở đâu để cái món hàng này, món quà đó nó lưu mãi trong nhà để nó lưu niệm với nhau. Chữ niệm là nhớ, lưu niệm là luôn luôn nhớ về nhau. Thì tại sao một món quà mình tặng cho nhau còn muốn lưu niệm, mà ông bà chết mình dẹp hình làm sao? Mà trong khi đó mình đi mua những cái tượng như là Phước Lộc Thọ, tượng mấy đứa nhỏ nó vui nó cười gì đó, mình để đầy nhà đầy cửa hết không sao, mà mình không, mình có cái hình ông bà mình thì sợ là có người dựa nhập vô đó làm sao, thấy không? Rồi đó là Phong Hòa nói cái văn hóa của Việt Nam. Đạo Phật khi đi đến đâu không bao giờ chống bán những cái văn hóa đẹp của mọi quốc gia đó. Đó là cái hay của Đạo Phật. Trang sử Việt cũng là trang sử Phật. Trải mấy độ hưng nguy, dẫu suy mà chẳng mất. Như vậy thì Đạo Phật du nhập vào Việt Nam, thấy được cái truyền thống văn hóa cao đẹp cúng kiến ông bà của người Việt Nam, Đạo Phật cũng tiếp nhận và làm cho cái cúng kiến nó thêm dồi dào. Chẳng hạn như mình bày lên cúng xong cái đọc những cái bài kinh, thì nhân cái ngày cúng đó cho nên mình có cơ hội mình tụng kinh, nhắc nhở với nhau trên bước đường tâm linh, đạo đức. Còn cái chuyện mà mình sợ ông bà đi đầu thai, chết lâu rồi, đi đầu thai mất rồi mình cúng, thì Pháp Hòa nói đó, cúng ông bà không biết còn không, nhưng mà mình lưu lại cái đó để mình nhớ nghĩ ông bà, nhưng mà không cần mỗi ngày. Ở đây câu hỏi là có nên cúng mỗi ngày không? Cần mỗi ngày, lâu lâu dỗ thôi, năm lần cúng dỗ. Còn nếu mình thấy rằng á, gần đây á, ông bà mình lần lượt đi hết mà hầu như tháng nào cũng có dỗ, mà mình cúng riết cái con cháu mình nó ngán dỗ, hồi nhỏ mình khoái dỗ, hồi nhỏ Việt Nam mà mỗi lần dỗ là có bánh ít, cho nên Pháp Hòa lại khoái bánh ít, thích bánh ít, cho nên hồi nhỏ nó chết nhiều nhiều để được cúng dỗ. Ông bà mình phải nghe được chắc chữ chết. Mình không cần phải cúng mỗi ngày, nhưng mà nếu như trường hợp dỗ nhiều quá, quý vị dồn lại đi, một năm quý vị thống nhất một dỗ thôi. Cái này gọi là lễ hiệp kỵ, một năm mình làm một lần để cho con cháu có cơ hội trở về để tưởng nhớ ông bà chung một ngày. Và mình làm sao giữ cái văn hóa này, mai mốt mình đi rồi nó vẫn giữ được cái cách cúng này, một năm mới nhớ ông bà một ngày đó không? Như vậy thì cái vấn đề là linh động, cúng kiến là do lễ nghi, là do chúng ta linh động để chúng ta làm cho cái lễ đó, cái ý nghĩa nó thêm dồi dào. Còn cái vấn đề mời các vong linh siêu mồ lạc mã về nơi này mà hưởng đó, phải không? Thì thật ra thì cái đó là do cái lòng từ bi của mình. Nhưng nếu mình không có cảm thấy mình muốn thì cũng không ai bắt. Nhưng mà nếu mình mời thì mời có chỗ, thì chẳng hạn mình về chùa, mình muốn cúng mình về chùa cũng được. Tại vì nhiều khi cái trường hợp đây là tâm linh thôi,
đó, mình có cảm giác là mình mời cái họ về thiệt. Rồi lỡ mà gặp lúc mà gia đình mình có chuyện này chuyện kia, cái người ta sẽ nói rằng tại mời cúng kiến kêu réo về hoài, cho nên họ về họ ăn quen, họ nhịn không quen, cho họ phá mình. Thưa đại chúng, cái gì cũng do chúng ta suy diễn, tất cả đều do lòng từ. Thôi bây giờ á, quý vị cúng ông bà được rồi, còn cúng những người siêu mồ lạc mã khúc mặt khúc mài gì đó, một năm quý vị cúng lần lễ Du Lan cũng được, tạ ơn đất đai thổ địa, hay là dịp Tết đó, cúng lần. Còn chùa đã lo chuyện đó rồi, chiều nào chùa cũng réo nữa, lát nữa réo nữa, 4 giờ réo nữa. Chùa nào chiều nào 4 giờ chùa cũng cúng, thôi mình khỏi lo. Giờ mình chỉ tưởng nhớ ông bà mình được rồi. Đây là trường hợp có nhiều vị người ta sợ, nhưng mà nếu mình có làm thì cũng chẳng qua vì lòng từ. Ví dụ mình tụng kinh xong mình nguyện hồi hướng cho âm sư dương thới gì đó, đó là pháp giới chúng sanh đều được đó. Thì thôi bây giờ nói tóm lại, tất cả những cái gì mà chúng ta thắc mắc trong Phật Pháp, thì Pháp Hòa của nãy giờ quý vị ghi ra đó, thì Pháp Hòa cũng đã cố gắng chia sẻ với quý vị. Trong này có một câu là người ta thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng con đã nghe trong một bài giảng của thầy cách nay vài tháng, thầy bảo rằng thầy thường niệm câu chú án chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Thì ai niệm câu nào cũng được, quý vị niệm Nam Mô Di Đà Phật có 6 chữ, em siêng hơn em tới mấy chữ, án chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Cái câu này là câu thần chú của Đức Chuẩn Đề. Thì đôi khi mình quen tụng cái câu đó, rồi cái câu đó nhập tâm, thì mình ngồi mình hay niệm cái câu chú đó cũng không sao, không có gì thắc mắc. Mỗi người một câu, ví dụ có người thì niệm là án mani bát di hồng, có người niệm Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, thì tất cả những câu chú, câu thần chú mật ngữ hay là câu niệm Phật cũng nhằm một mục đích là giúp cho chúng ta định cái tâm thôi. Còn cái hình thức câu nào tùy duyên của mỗi người. Cúng cô hồn có nên hay không? Vì cô hồn không ăn đâu, không nên cúng. Họ có ăn không ai biết. Bây giờ Pháp Hòa nói vậy nè, quý vị nghe chư tăng về đây tu, Phật tử về đây tu, mình trổ tài mình nấu, người đổ rau câu, người làm bánh bông lan, mà có bao giờ quý vị gửi cái tâm niệm là làm để cúng ai không? Nguyên một nhà ở trển bưng lên để đi, hồn nào thích thì ghé vô. Quý vị mang một cái bàn bánh ra quý vị để, thì ai dùng được cái gì thì dùng. Thật sự thưa đại chúng, cái vấn đề cúng như Pháp Hòa thưa là mình bằng cách là mình tỏ lòng từ bi của mình đối luôn cả những người khuất mặt khỏi âm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, mình gọi là thế giới vô hình. Vô hình với ai? Mình không thấy thì mình kêu vô hình. Vậy thì vô hình là vô hình với mình, chứ chưa chắc người ta đã vô hình. Pháp Hòa nói ví dụ vậy. Rồi bây giờ ở đây có ai chơi Facebook không? Không ai giơ tay nghĩa là chơi hết rồi đó. Nghĩa là ai có Facebook phải không? À, bây giờ Pháp Hòa ví dụ Facebook cho nó dễ nha. Quý vị vô Facebook, quý vị đăng ký rồi, và quý vị online, quý vị không muốn người ta biết quý vị đang online, thì quý vị bấm vô cái chữ chat off. Bạn mình cũng online cùng giờ với mình. Mình có đang online không? Có. Nhưng mà họ biết không? Vậy thì mình có vô hình không? Mình vô hình với ai? Vô hình với bạn thôi. Rồi ngược lại, bạn mình cũng chat off, mình cũng tưởng họ không có, mà thiệt sự họ cũng đang chat. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Thì cái chuyện mà vô hình là có nhiều khi vô hình là vô hình với mình thôi, chứ chưa chắc là cái chữ vô hình mình nói là đúng. Còn cái vấn đề mình cúng, người ta có ăn không? Không phải ta ăn kiểu của mình. Thế gian này ăn có 4 loại, bây giờ Pháp Hòa nói 2 thôi. Con người chúng ta ăn, bỏ vô miệng, nhai từng miếng nhỏ nhỏ, nuốt, cái đó gọi là đoàn thực. Nhưng người trong cõi âm họ không ăn kiểu đó. Cái cách của họ ăn là xúc thực, họ ngửi thôi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè,
hôm nào quý vị nấu ăn nguyên ngày từ sáng tới tối, bạn mình nói chị ăn với em miếng đó thôi tôi ngửi không tôi no. Mình có xúc thực không? Mình xúc thực tức là mình ngửi không mình no đó, mình đâu còn ăn. Thì cái người âm họ không ăn kiểu mình, họ ăn cái kiểu của họ là xúc thực, còn ăn kiểu của mình là đoàn thực. Chữ đoàn là tròn, là nhỏ ra. Miếng đậu hũ mình để vào miệng mình phải nhai nhỏ mình mới nuốt được, cái đó là đoàn thực. Còn mình để nguyên cục mình nuốt trận trận trắng. Rồi từ đoàn thực ra xúc thực. Tại vì chết rồi là phải xúc thực, thấy không? Thì thưa đại chúng, nếu họ có ăn thì họ xúc thực, và chính họ xúc thực cho nên mình cũng đâu có biết là họ cái cách ăn đó của họ, cho nên mình không thay. Còn nếu mình expect là họ phải ăn hết cái dĩa đó là bảo đảm mình không bao giờ dám trở lại chỗ đó mình cũng. Rồi câu cuối cùng, công năng của chú Lăng Nghiêm. Quý vị về kiếm cái bài giới thiệu kinh Lăng Nghiêm quý vị nghe. Lăng Nghiêm là nói tắt. Lăng Nghiêm là nói tắt. Còn nếu nói cho đủ, mà Lăng Nghiêm là gì? Là tên của một loại thiền định. Mà loại thiền định này rất kiên cố, có công năng phá trừ những si mê ám chướng, ngu si phiền não, vân vân. Và cái đại định này có tên là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Tức là nói cho đủ, cái định này là Thủ Lăng Nghiêm định. Và dịch ra tiếng của mình là Đại Định Kiên Cố. Và người nào có định này rồi thì không có ai lay động mình nữa. Mình dứt khoát là mình đi trên cái con đường tu hành của mình là mình định đó. Thì ai muốn nói gì mình cũng không có lay động được cái tâm của mình. Thôi bây giờ cũng đã đến giờ công phu và những câu hỏi cũng đã tạm gác lại. Thì xin cảm ơn đại chúng đã nêu lên những câu hỏi. Và nhờ những câu hỏi này mà chúng ta cùng nhau chia sẻ học hỏi với nhau. Và dĩ nhiên là chắc chắn rằng có những câu trả lời chưa có hài lòng quý vị. Thì cái nào chưa thì quý vị sẽ hỏi tiếp ở những bậc cao đức khác để nhờ các vị khai mở cho mình nhiều hơn. Còn đối với Pháp Hòa thì Pháp Hòa biết bao nhiêu thì Pháp Hòa nói bấy nhiêu. Thì xin chúc đại chúng có được những một ngày còn lại tụng tu thật là an lạc. Và sẵn đây thì Pháp Hòa cũng xin từ giã quý vị. Mình chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi. Một giây nữa thôi. Ngày mai Pháp Hòa sẽ về đi theo cánh chim về lại với chùa. Thì cầu chúc cho đại chúng cùng gia quyến luôn được an lành, sức khỏe tốt và giữ được cái sự tinh tấn của mình trên bước đường tu học. Và thưa đại chúng rằng cái đường mình đi đến Tây Phương á, nó còn xa lắm và nó còn rất nhiều trắc trở. Nếu như mình lỡ có gặp được cái ngọn núi lửa tên là Hỏa Diệm Sơn mà mình muốn quay về thì không thể nào mình đi Tây Phương được. Trong phim Tây Du Ký kể cái đoạn đó, thầy trò muốn quay về, Ngộ Không là người trí tuệ nhất hỏi Tây Phương ở đâu, Tây Phương hướng đó, Hỏa Diệm Sơn nằm ở đâu, ngay chỗ đó, nếu xây về bất cứ hướng nào cũng lệch hướng Tây Phương hết. Chỉ khi nào vượt qua khỏi được cái Hỏa Diệm Sơn đó thì chúng ta sẽ được tới nơi. Cuối cùng phải mượn cho được cây quạt ba tiêu, phải không? Của Thiết Phiến Công Chúa. Cây quạt ba tiêu là cây quạt bằng cây chuối. Tại sao không bằng cây khác mà cây chuối? Bởi vì cây chuối là do nhiều cái bẹ chuối nó ráp lại. Dở từng bẹ ra thì nó không có gì hết, đúng không? Cũng như thế, sở dĩ chúng ta có sân si giận dữ là tại chúng ta còn chấp ngã, có mình, có người, có này, có kia. Còn chấp ngã là còn nổi sân. Người ta nói mình câu chạm, nó nói tôi vậy đó, không? Ví dụ như mình là thầy mà lỡ kêu thằng cái giận. Còn nếu mình thấy rằng mình không là gì hết thì người ta gọi gì cũng bình thường.
Nếu muốn dập được cái lửa do chấp ngã sân si đó, chỉ có quạt vô ngã mới có thể quạt tắt được ngọn lửa đó. Mà cây quạt vô ngã đó là cây quạt ba tiêu. Ba tiêu là cây chuối, mà cây chuối thì không có cái nổi gì hết, cứ do từng bẻ ráp lại, lột hết tất cả cây chuối đó ra thì mình không là gì. Mình không là gì thì mình mới là tất cả. Ta không là gì mà là tất cả. Ta vô thủy, đi về cái vô chung. Không? Nước mây không hẹn, nhưng mây nước không rời nhau. Mây là gọi mây, nước là nước, nhưng mà nước bốc lên thành mây. Mây rơi xuống là nước, mây nước chỉ là một. Nhưng mà hễ nó ở cái tướng đó thì mình gọi là mây, nó ở tướng này thì mình gọi là nước. Nhưng mà nghĩ cho cùng thì mây nước chỉ là một thôi. Thành thử ta gọi mình là gì cũng là mình thôi, có sao đâu. Nhờ thấy cái đó cho nên thấy với tinh thần vô ngã. Mà đã là vô ngã, không có mình, không có gì hết, thì đại đồng. Mà qua được cái núi đó thì tới Tây Phương. Còn không thì sân cả ngày, si cả ngày, và tham đắm cả ngày. Thì tham sân si mà còn thì khó tới được Tây Phương. Vô chùa mà tu rồi ba đứa đệ tử nó theo, mà nó đâu có ngồi yên đâu. Lát nó móc này, lát nó kiểu kia, mà mình làm bổn phận ông thầy là cứ khom nó xuống giống như nít vậy đó. Thôi chúc đại chúng vui vẻ. Xin thầy giải thích, trong Phật học có câu lục hòa đồng tu. Lục hòa thì nó đối ngược lại với lục đục. Lục hòa đó là sáu cái pháp hòa kính ở trong nhà Phật. Thứ nhất, nói về Phó Hoạch bày cái cách này để chúng học pháp số dễ nhớ. Bây giờ trước hết mình nhớ thân khẩu ý ra đây. Thân thì thân hòa đồng trụ, khẩu thì khẩu hòa vô tranh, ý thì ý hòa đồng diệt. Mà hãy ý thì phải kiến, ý kiến mà. Cái thứ tư là kiến hòa đồng giải. Cái thứ năm là giới hòa đồng tu. Cái thứ sáu là lợi hòa đồng quân. Ở trong một cái đoàn thể nhóm họp, nếu chúng ta muốn có sự hài hòa với nhau, sống thuận thảo, thì chúng ta cần áp dụng sáu cái pháp hòa này. Đối với thân thì chúng ta chia sẻ chỗ ở. Ví dụ như chật thì mình ở theo chật, rộng thì mình ở theo rộng. Miệng nói chuyện hàng ngày, chúng ta phải cẩn thận nói những cái lời nói, đừng để gây gỗ xích mích với nhau, gọi là khẩu hòa vô tranh. Thấy không? Ý nghĩa là những cái ý gì mà chúng ta có, chúng ta phải nói ra để mọi người cùng duyệt xét, gọi là ý hòa đồng giải. Cái kiến là cái thấy của mình, phải nói cho mọi người nghe để cùng với nhau duyệt xét cái phần đó, gọi là kiến hòa, ý hòa đồng duyệt và kiến hòa đồng giải. Rồi những cái gì nhắc nhở nhau trong sự tu hành, gọi là giới hòa đồng tu. Rồi cuối cùng là gì? Lợi lộc chúng ta chia với nhau, gọi là lợi hòa đồng quân. Cho nên trong chùa, ví dụ người ta đem vô, người ta cúng cho chùa, cho cái thầy đó 5 cái cây kem đánh răng, thầy cũng để trong kho của chùa, để huynh đệ nào cần chia sẻ nhau xài. Hết thì chúng ta sắm cái khác, không có cái chuyện giấu à. Tôi mua bánh tráng này để tôi xài, rồi thành thử mình xài xong cái mình đem cất. Chị bạn kia cần có 2 miếng hỏi cũng hết rồi. Nhưng thật sự mình còn bịch. Cái đó chưa phải gọi là lợi hòa đồng quân. Trong kinh Phổ Môn, trong này ghi là kinh Cầu An đó, tức là cái phẩm Phổ Môn á, có đoạn như sau: Ngài vô tận ý cúng dường Đức Quán Thế Âm sâu chuỗi ngọc trị giá 100.000 lượng vàng. Con rất thắc mắc tại sao Phật Quan Âm không cần tiền. Tại sao Phật Quan Âm không cần tiền hoặc châu báu, mà tại sao phải tặng châu báu? Thắc mắc thứ hai là Đức Quán Thế Âm là vị cổ Phật, tức là không phải thời của Phật Thích Ca, mà sao ba vị Phật Bồ Tát có thể nói chuyện với nhau? Sao không biết Quan Âm không cần tiền? Rồi ba vị kia có nói Phật, có nói chuyện với nhau, mà sao cô biết? Em không biết.
Cái này là một cái đoạn kinh trong Phẩm Phổ Môn, kinh Pháp Hoa, phẩm thứ 25. Thì khi mà cái phẩm đó kết thúc á, thì lúc đó Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, cởi cái sâu chuỗi ngọc trị giá 100.000 lượng vàng dâng lên Quán Âm. Thì cái vị Phật tử mà hỏi tại sao lại dâng cái sâu chuỗi đó. Thưa đại chúng á, khi mình học, mình đọc kinh điển Đại Thừa đó, thì chúng ta phải nhận ý mà quên lời. Đây là cái then chốt. Tức là đừng có quan, chỉ nhiên là, tức là đừng có dính mắc vào những cái hình ảnh mà trong này nói, mà toàn là những ý. Bởi vì vô tận ý nghĩa là một vị Bồ Tát có cái ý vô tận. Đã là cái ý vô tận rồi thì nó rất là quý báu. Cho nên nghe xong cái phẩm Phổ Môn Diệu Dụng thì để nói lên cái tấm lòng trân trọng của mình, Bồ Tát đem cái của quý nhất của mình đang có trên người dâng cho Bồ Tát Quan Âm. Bởi vì Bồ Tát Quan Âm là tượng trưng cho lòng từ, phải không? Mà trên đời này không có gì quý bằng lòng từ, cho nên đem cái châu báu ra quý, cho nên đem cái châu báu dâng Quan Âm, nghĩa là so sánh, nghĩa là muốn nói rằng Ngài có lòng từ lớn, quý báu như sâu chuỗi ngọc này. Và đồng thời cũng nói lên rằng con nhận cái pháp từ Ngài rồi, thì bây giờ con muốn bày tỏ một chút gì đó qua cái thể hiện là dâng cúng, có phải không? Cái đó là thường tình thôi. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm có nhận không? Quan Âm không có nhận. Rồi cuối cùng Phật Thích Ca mới nói là các vị đó, Bồ Tát Quan Âm nên nhận đi, vì thương hàng tứ chúng mà nhận. Nếu Bồ Tát làm việc lành xong mà đưa thù lao người ta mình nhận liền thì không có được, chưa phải là Bồ Tát, thì phải từ chối. Rồi cuối cùng có nhận đây là vì cái gì mà nhận? Vì thương hàng tứ chúng mà nhận. Có mà ví dụ nói bây giờ thầy trụ trì ở đây, bản thân thầy đâu có xài gì nữa, phải không? Ba y cũng có đủ, cơm cũng có ăn, giờ quý vị có cúng mà thầy cũng có quyền từ chối, nhưng mà thầy phải nhận. Nhận để làm gì? Nhận để lo cho chùa. Mà cái chùa mà còn thì tứ chúng mình mới có chỗ mình ngồi đấy nè. Chứ còn nếu mà ngày gọn gàng thì ngày rút diện chỗ nào ngày tu nó khỏe ngay rồi. Nhưng mà ngày nhận để rồi ngày tiếp tục cái chỗ này để mình có cơ hội. Thì ở đây cái hình ảnh dâng lên cúng là tượng trưng cho biểu pháp, tức là Ngài cho con pháp thì con muốn bày tỏ tấm lòng. Nhưng mà Bồ Tát làm việc lành cho chúng sanh thì không bao giờ muốn đặt cái vấn đề nhận hay là không. Nhưng bây giờ Bồ Tát Quan Âm cuối cùng nhận không? Nhận. Nhận xong rồi đem đi đâu? Đem chia cho hai vị Phật ở trên. Ý muốn nói cái gì? Tất cả cái gì mà chúng ta làm được, chúng ta có rồi, thì chúng ta đem dâng lên hết cho cái chỗ cao thượng, dâng cho Phật. Cái ý của nó là vậy. Giờ ví dụ như bây giờ Phẩm Phổ Môn nói là người nào đang đi tìm châu báu mà lạc vào trong cái chỗ nước trôi, gặp quỷ dạ xoa la sát, nhớ không? Rồi niệm Quan Âm Bồ Tát thì thuyền ghe liền tấp vào chỗ cạn. Đi tìm châu báu là gì? Tức là những chúng sanh mình đang đi tìm những cái phương pháp tu học. Nhưng mà trên đường mình mà những phương pháp tu học được quý như là châu báu. Nhưng mà trong khi quý vị đi tìm châu báu, trong khi quý vị đi tìm cái con đường tu học, quý vị có thỉnh thoảng gặp dạ xoa la sát không? Gặp những người hung tàn, dữ tợn, la hét mình. Nhưng mình trở về, mình hãy niệm Quan Âm từ bi. Người nào mà la rầy ta là tác thành cho ta sự nhẫn nhục. Cho nên hồi nãy đáng lý mình trôi vào cái chỗ tối tâm gặp dạ xoa la sát, nhưng mà nhờ niệm Quan Âm cho nên thuyền ghe liền tấp vào bờ. Hiểu ý không? Vậy thì Phẩm Phổ Môn á, là một cái phẩm kinh rất là sâu sắc, chứa đựng những cái nghĩa lý hướng dẫn chúng ta tu tập. Mà qua những hình ảnh vậy, người ta đứng ở chớp núi xô mình ngã, mình niệm Quan Âm cái mình lơ lửng như mặt trời. Quý vị tìm nghe những bài giảng về kinh Phẩm Phổ Môn thì sẽ biết. Ở đây thì Pháp Hòa chỉ giải thích đơn giản.
câu hỏi này không phải là phiền não, nhưng con chỉ thắc mắc là tại sao ở chùa không có phân chia nam phái ngồi bên trái, phái nữ ngồi bên phải. Tại sao nam nữ Phật tử phải ngồi chung với nhau ở chánh điện để nghe pháp? Bây giờ nếu mà vị Phật tử muốn chia thì bây giờ chia bên trái mà bên phải, mà bên trái bên phải của ai? Tính từ ngoài vô hay tính từ trong ra? Mà bây giờ Pháp Hòa nói thiệt chứ bây giờ thật sự là trong cái số thính chúng đi chùa nam nhiều hay nữ nhiều? Mà nếu mà nữ nhiều mà nữ ngồi phân nửa là còn chưa ngồi đâu. Thật sự ra thì cái này cũng tùy mỗi đạo tràng, phải không? Nếu mà đạo tràng đã sắp xếp từ đầu thì phân chia nam ngồi bên nào, nữ ngồi bên nào, rồi thí dụ như nam ngồi hàng trên hết, còn dư bao nhiêu chỗ thì nữ vào, tức là tùy theo mỗi đạo tràng, chứ cũng không có một cái quy lệ. Thì ở đây cũng thông cảm câu hỏi chỉ nói là hỏi thôi, chạy cho biết, chứ không có phải là phiền não gì cả. Thì chỉ muốn biết là tại sao trong chùa không có chia rõ ràng bên nam bên nữ ngồi cho nó rõ ràng. Thì cái này thì phải hỏi thầy trụ trì chứ em đâu có biết. Xin thầy phân giải làm thế nào để tìm lại chính mình và nhìn đó là chính mình. How do I find my true self and recognize my true self? There was a group of young people who play in the park. Boys and girls, they play in the park. And there was a young girl who took some of the valuable things from the group and she ran away. So after this young group found out, they lost all their things and they run around, fooling around, looking for that girl. So while they are chasing to that girl, they met the Buddha. And they asked the Buddha, did you see a young lady carry a lot of valuable things run away from this park? The Buddha said, can I invite all my young friends sit down and let me have a question? Running around and looking for that young girl and or looking back to yourself, what do you think is the most important thing we're supposed to do, we should do? The question is, do you really need to looking for that girl, or you need to take time and look back to yourself? So the group said, oh, I think we should go back to ourselves more then. Because once you lose yourself, you will lose a lot of things. Let's say when you're angry, you lose your temper. You lose yourself. Now the hot temper become the controller. The hot temper access into your mind, into your body, and you lose your peace. Once you lose your peace, what happened? You only talk with your anger. You explode, you react, and you will lose your loved one. You will lose the relationship. You will lose the communication. You will lose your son. You lose your daughter. You lose your loved one. So losing some money is not as important as you lose your loved one. There are a lot of things that we will lose in our daily life, like the house, the car. But don't forget, we will slowly lose our loved one. Let's say our mom or our dad, they are turned older each day. Sometimes we forgot, we're just busy with our work, our job, our career, or because of our anger, we get mad at them. We don't come to them anymore. But one day, they are no longer with us. And maybe in that time, we feel regret. So don't forget that we slowly lose lots of things in life. But sometimes we are more important, the job, the money, the assets, more than our loved one. And this is the thing is, we need to go back and recognize ourselves. Are we in the hate?
Are we in ignorance? Are we in the greed? Once you realize what you are in that moment, you will slowly try to help yourself to overcome. It's nothing wrong when you get angry because you're still human. But the practice here is, do you know that you are angry? And then when you know you're angry, you will try your best to calm your anger down. Because you know every time you're angry, you only say bad things. You only make yourself more suffer and your loved ones suffer. So please find one of my talk in Vietnamese, Tìm lại chính mình. Quý vị muốn biết cái này, quý vị nghe lại cái bài Pháp Hòa nói vào tháng 5 vừa rồi. Con là Phật tử đang tu tập pháp môn tụng kinh và niệm Phật, lại Phật. Lâu nay con rất ngưỡng mộ pháp môn thiền. Nhưng gần đây con thấy mấy vị thầy cao tăng bị sốt đi tới tật, bại liệt. Như vậy có phải là do nghiệp chăng? Kính xin thầy cho con một vài giải đáp. Thưa đại chúng, mỗi người chúng ta có mặt ở cõi đời này đều là do nghiệp lực. Chư Phật Bồ Tát do nguyện mà tái sinh, chúng ta do nghiệp mà phải thọ sinh. Hai cái nó khác. Thọ sinh tức là chúng ta phải chấp nhận cái đó. Chúng ta do cái nghiệp phải không? Mà thọ sinh, chứ không phải là những người đang có cái nguyện mà tái sinh. Mà đã là nghiệp thì nghiệp từ lúc chúng ta sống cho tới nghiệp dài, cho tới chúng ta già, chúng ta bệnh, chúng ta chết. Và thưa đại chúng, có nhiều khi các ngài bệnh tật đó, nhưng mà nhiều khi các ngài chỉ là thị hiện, chứ không phải là, tức là mình thấy cái hình tướng các ngài bệnh tật, nhưng mà quý vị đến thăm thì quý vị thấy rằng các ngài không có một cái khổ đau vì gì khi các ngài bệnh cả. Bởi vì các ngài thấu rõ cái đạo lý của nhân quả. Đừng có sợ là tu thiền rồi bệnh tật giống như các ngài, phải không? Không phải ai tu rồi cũng bệnh, không phải vậy. Mà mỗi người chúng ta mỗi nghiệp. Quý vị thấy có những vị tu hành rất minh mật, nhưng mà các ngài ra đi cũng do tai nạn, chứ đâu phải là chỉ có người thường mới mất tai nạn, phải không? Đã là con người ở trong cõi đời này thì chúng ta có thể ra đi bằng bất cứ hình thức nào. Còn cái quan trọng là hàng ngày chúng ta hướng tâm chúng ta về cảnh giới nào. Ví dụ như Đức Phật ví dụ đó, nhưng cái cây nó đã nghiêng về tay trái, thì khi mình cưa nó đi thì cái cây nó sẽ gãy về bên tay trái. Nếu cái cây nó thường nghiêng về tay phải, thì khi mình cưa cây đó thì cây nó sẽ đi về tay phải. Vậy thôi. Dạ thưa thầy, cho phép con xin được hỏi thầy về bà ngoại con đã mất. Trời ơi, toàn hỏi mấy chuyện em không biết không. Bà của con mất đã được 2 tháng. Người chị của con nằm mộng thấy bà ăn mặc rất đẹp, nên hỏi bà là đi đâu. Bà nói là bà muốn đi về nhà người con gái ăn cơm. Vậy xin hỏi thầy, bây giờ chúng con làm sao? Trời đất ơi, bà muốn ăn cơm mà hỏi em. Con lúc mất được người nhà chỉ cho làm cơm chay cúng, bà của con thì không có ăn chay, một năm chỉ ăn có một ngày chay. Ý muốn nói giờ muốn cúng mà cúng mặn gì. Thưa đại chúng, là khi chúng ta nằm mộng á, khi chúng ta nằm mộng á, chúng ta có 5 nguyên do mà chúng ta nằm mộng. Một á, là do hàng ngày chúng ta tưởng nhớ thương nghĩ về người đó, có thể tối chúng ta nằm mộng. Hai á, là có khi chúng ta ngủ, chúng ta nằm cái tư thế nó không có đúng, thì chúng ta thường sanh ra những cái mộng. Ba đó, là do những cái gì mà chúng ta đã thấy, đã bị ảnh hưởng ở đời trước và đời này, nó hay xuất hiện trong giấc chiêm bao của mình. 4 là do thiện thần mách bảo, hay là do các ác thần người ta phá quấy mình. Thì bây giờ thí dụ như trường hợp mình gặp một người thân, mình chiêm bao mình thấy một người thân,
muốn ăn đi, thì bây giờ cái đơn giản là mình làm theo cái tục thôi, là người thân mình thấy muốn về ăn thì chúng ta cứ làm cơm, chúng ta cúng để cho chúng ta yên lòng. Mà bên cạnh đó rồi chúng ta có biết Phật pháp thì chúng ta tụng kinh để hồi hướng công đức, và đồng thời cái lời kinh đó như một lời khai thị nhắc nhở cho người mất, để người mất khai tâm. Mà người mất mà tâm mở ra rồi thì bớt những sự dính mắc, thì người mất có thể tùy theo cái đó, tùy theo cái tâm khai mở đó mà mình vãng sanh. Còn cái chuyện cúng là tùy mình. Ví dụ như có những người quen cái lệ là cúng phải đốt ký tiền ngàn bạc, gọi là đốt để yên tâm là người nhà mình có chút đỉnh để xài. Thôi thì bây giờ quý vị muốn yên tâm có chút đỉnh để xài thì cứ đốt, nhưng mà nhớ đốt chút đỉnh thôi. Còn cái số tiền phần lớn còn lại nên đem bố thí, thì nó thiết thực hơn là mình phải đem đi đốt. Quý vị có quyền đốt, nhưng mà đốt trong cái chút chút để giữ cái phong tục. Mình gọi là, thôi bây giờ mình nói nôm na đơn giản mà, đốt cho ông bà có chút đỉnh để xài, thì thôi bây giờ nhớ đốt chút đỉnh thôi. Phải không? Chứ thật sự ra đó, cái này cũng đều là tâm lý cả. Pháp Hòa đã từng giải thích lý do nào mà chúng ta có nhà, cửa, tiền, bạc bằng giấy ở những cái bài nói chuyện khác rồi. Ở đây chúng ta lược để chúng ta có cái cơ thời gian đi qua những chỗ khác, câu hỏi khác. Mình thấy người thân đói khổ gì đó cứ cúng, cúng để tâm mình yên. Nhưng mà nhớ là phải tụng kinh. Mà tụng không phải họ siêu, tụng là để nhắc nhở khai mở cho họ. Khắc nhận khai mở là vì sao mà họ có những cái khổ đau như vậy. Khi tâm họ buông ra được rồi thì tự họ suy. Thầy cho con hỏi, khi đi dự lễ hỏa táng của một người Phật tử trong đạo tràng, con nghe quý thầy trì chú Đại Bi và thập chú. Với sự trợ lực của quý thầy thì đạo tràng, và đạo tràng thì hương linh đã mất đó có định niệm để duyên theo năng lực đó mà vãng sanh về cảnh giới an lành hay không? Thưa đại chúng, cái vấn đề tụng kinh á, tùy theo tất cả chúng ta muốn chọn kinh gì chúng ta tụng cũng được, mà không nhất thiết kinh này để làm cái gì. Ví dụ như Đại Bi thập chú cũng không nhất thiết chỉ để dành cho những đám tang, hay là chú vãng sanh không phải nhất thiết chỉ để dành cho đám tang. Chú vãng sanh chúng ta có thể trì mỗi ngày cũng được, thậm chí người bệnh tật chúng ta trì vẫn được. Tại sao? Vì thần chú đó có năng lực giải trừ những cái nghiệp chướng căn bản của chúng sanh. Mà nghiệp chướng căn bản mà tiêu rồi thì biết đâu bệnh tật nó giảm đi, hay là người đó ra đi trong nhẹ nhàng. Tại sao chúng ta tụng kinh cho người mất? Bởi vì chúng ta mong, thứ nhất là đem cái đạo lý vô thường khai mở cho tâm tư người mất. Đồng thời những người còn sống có cơ hội nhận, nghe, biết, thấy cái gì gọi là vô thường, vô ngã. Ví dụ như bên truyền thống của Nam Tông, người ta đâu có tụng hình chú gì đâu, người ta không có tụng Đại Bi thập chú gì hết đó. Bên Nam Tông là một cái đám tang tới, ta tụng gì? Ta tụng kinh vô thường. Tụng kinh vô thường là ta tụng là ở đời này, này chư tăng ở thế gian có bốn thứ không màu mỡ, không như lòng, không đáng nhớ. Gì là ba? Ấy là già, bệnh, cùng chết, kiếp người ta. Tụng những cái lời kinh nói về vô thường để nhắc nhở mọi người ở thế gian có ba việc không như lòng, không đáng nhớ. Ba việc đó là gì? Đó là già, bệnh, chết. Cũng giống như mình đi tụng vậy đó. Hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô. Hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Hồi nào lượt dắt trăm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài gò hoang. Hồi nào tráo ngọc chuốt vàng, bây giờ một nắm xương tàn lãnh tanh. Hồi nào mắt đẹp mày xanh, bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu. Hồi nào lớn gác xuống lầu, bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh. Hồi nào liệt liệt oanh oanh, bây giờ một trận tan tành gió hướng. Hồi nào ngựa lọc xe lừa, tại hồi xưa là ta đi xe ngựa xe lừa, chứ bây giờ mình có thể tụng là hồi nào Honda, Mercedes, ví dụ vậy đó.
hồi nào ngựa lập xe lừa, bây giờ đi bằng cách nào? Đi bằng mây rước trăng đưa mơ màng, hồi nào rá trướng vào màng, bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa. Hồi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng. Hồi nào vỡ vỡ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi trời. Hồi nào cháu cháu con, bây giờ hai ngã nước non xa vời. Hồi nào cốt nhục vẹn mười, bây giờ lá héo nhành tươi vui gì. Hồi nào bạn hữu sung vầy, bây giờ chén rượu của cờ vắng thiếu. Nó những cái hình ảnh nó xong kết thúc một câu. Cái thân như tất bóng chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi. Lấy những hình ảnh của người xưa ra ví dụ. Xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đó. Sang mà đến bực công hầu, giàu mà đến bực bấy lâu thạch sùng. Thạch sùng là con thằng lằng, vì thạch sùng với Vương Khải đấu với nhau đó. Rồi ông thua rồi ông chết, ông quá thành con thằng lằng. Rồi cho nên đi đâu cũng chắc lưỡi. Tiếc quá. Thằng lằng là con thạch sùng. Thạch sùng với Vương Khải lấy hình ảnh, lấy điển tích để chứng minh. Xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Sang mà đến bực công hầu, giàu mà đến bực bấy lâu thạch sùng. Nghèo mà đói khát lạnh lùng, khổ mà tóc trái da phòng trần an. Nhưng mà đây nè, phù du sớm tối một mai, giàu sang cũng chết, sạc xài cũng giống. Đó là lời khai thị, nhắc nhở. Mình không nhất thiết phải tụng thần chú gì cả, bất cứ một kinh gì, tụng thần chú cũng được, không sao. Tụng bài kinh gì, khai thị cho người chết, mà đồng thời cũng khai thị cho người sống. Mà người sống đi dự cái đám tang đó, nghe xong rồi đi về suy nghĩ lại cuộc đời. Phải ha? Đúng á. À, mình tạo dựng biết bao nhiêu thứ, rồi cuối cùng mình cũng trắng tay. À, rồi thì hiểu được như vậy, cái từ đó về sau sống lành, sống thiện, sống tốt. Mà sống lành, sống thiện, sống tốt nghĩa là vãng sanh rồi. Chữ vãng nghĩa là đi tới, chữ sanh là sự sống, đi tới một sự sống khác, không có sống bon chen phiền muộn như thế này nữa, thì gọi là vãng sanh. Mà hiện tại bây giờ đã vãng sanh thì có chết, ai có cầu hay không mình vẫn cũng tự vãng sanh. Còn người ta có tới tụng cho mình đi nữa là ta trợ lực thêm cho mình thôi. Giống như hát hay thì ta vỗ tay vậy. Vỗ tay là ủng hộ tinh thần để cho mình hát hay nữa. Nhưng mà thực chất của mình là phải biết hát giỏi. Cho nên bình thường mình phải huân tu, mình phải huân, để khi mình mất cái ban hộ niệm ta tới ta tụng cái mình có cái đó, mình đi ra mình match với người ta. Bây giờ thí dụ bây giờ quý vị không hề thuộc một câu kinh nào, Pháp Hòa có tới tụng quý vị cũng nói gì vậy. Nhưng mà nếu quý vị có thuộc kinh mà ban hộ niệm vừa cất lên được thì mình duyên theo lời kinh đó, cái lực nó đẩy. Pháp Hòa ví dụ như là quý vị thuộc cái bài Sông và Biển không? Tuy quý vị không thuộc hết, nhưng mà trong lòng quý vị đã có khái niệm bài đó rồi. Thì Pháp Hòa chỉ cần nói em chưa từng thấy. Quý vị có cái câu đó rồi, cho nên mà sướng lên là quý vị đi theo. Còn nếu quý vị chưa bao giờ thấy gì hết thì Pháp Hòa nói em chưa từng thấy mặt. Quý vị đoán cái chữ là chắc thấy mặt đó. Thành thử ra mình phải có cái đó thì ban hộ niệm người ta tới người ta hộ, thì hai cái đó nó tương ưng thì nó mới đủ lực đẩy mình đi. Mình là chính nhân để đi, ban hộ niệm là những người trợ lực, chứ đừng có lầm là nhờ ban hộ niệm. Mình ngay bây giờ mình phải lo mình huân cái đó. Ban hộ niệm là những người trợ lực cho mình đó. Kính thưa Thầy, khi phát nguyện hành trì sám hối, chúng ta có thể tội diệt phước sanh hay không? Thì rõ ràng thôi, bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Lẽ ra cuối tuần mỗi cái cuối chủ nhật
quý vị hẹn với bạn đi đánh bài, ví dụ như đi. Nhưng mà đặc biệt hôm nay chủ nhật này có một buổi pháp hội, quý vị sẽ phone nghỉ cái buổi đó tới đây nghe pháp hội. Vậy thì quý vị ngồi đây á thì giảm được cái nghiệp mà sanh được cái phước rõ ràng thôi. Như vậy thì bày ra cái lễ sám hối để làm gì? Để cho chúng ta có cơ hội trở về đó đọc tụng những cái lỗi lầm mà chúng ta gây tạo, đồng thời để giúp cho mình an trụ lúc đó để sám hối, để giảm cái nghiệp. Chứ bình thường thả mình ra là giờ này mình tạo nghiệp nè. Cũng giống như là mình, giống như mình thấy đứa con mình đó, nó lên cơn nghiện rượu đi, cái mình giả bộ mình kiếm chuyện này chuyện kia để cho nó làm, để cho nó qua cái cơn đó. 2 tiếng đồng hồ sau nó nói má má cần gì đó, con ở lại đi, con chờ con phụ má, mình kiếm đủ cách mình giữ nó lại. Nó 2 giờ đồng hồ sau nó qua cơn đó rồi, cái nó mệt nó đi ngủ cái rồi xong. Tức là mình sám hối là một hình thức dẫn chúng ta là những người do cái xấu nó chuyên môn nó chiêu mình, chữ chiêu là nó hút mình. Thưa đại chúng, nghiệp á, là nó có cái nghiệp lực. Nghiệp lực nó chiêu mình, phải không? Ví dụ như bây giờ á, mình ghiền cờ bạc hơn, mà tối nay cho dù thầy có tới, mặc dù thường ngày mình cũng thích ổng lắm, nhưng mà tối hôm nay mình suy nghĩ kỹ rồi, phải không? Chiêu. Giống như có một thầy đã nuôi mấy chú đệ tử từ nhỏ tới lớn. Khi lớn lên là chú này thương cô nọ, về thương thiệt với thầy, giờ con thương cô đó, con muốn ra đời. Thầy đem vô cùng lời thầy khuyên dụ, cái chú đệ tử ngồi khóc xong lấy bình tĩnh đó, thưa thầy, con suy nghĩ thầy rồi, con rất là thương thầy, nhưng mà con cũng nghĩ kỹ lắm rồi, con thương cô đó hơn. Chiêu mà tao chữ chiêu nghĩa là nó hút, thấy không? Nghiệp ác chiêu hoài không biết dừng, hôm nay tỉnh giác con sám hối, hổ thẹn ăn năn mọi lỗi lầm. Nguyện gìn 3 nghiệp như giá băng, nguyện đạt chân tâm giáo viên đốn, kiến tánh viên minh tâm nhất như, vọng tình ngoại cảnh dường mấy khó. Tức là lúc đó mình đọc lên những cái, nhiều khi mình có lỗi mà không biết cách nào để mình trình bày, thì các tổ đó vì mình soạn ra những cái lỗi đó. Rồi mỗi ngày mình đọc, không phải đọc cho Phật nghe, mà đọc để cho mình thấy không, mỗi ngày mình gặp bao nhiêu thứ đây. Nhưng mà 1 giờ mình sám hối, tức là 1 giờ mình tội diệt phước sanh. Cái phước này là lại sám hối nè, đọc lời Phật nè, không có tạo nghiệp, nói vậy đó. Còn hễ mà buông mình ra cái không biết bữa nay cái điện thoại nó có hư sao mà sáng giờ không nghe reo gì chứ, mà hễ mà ai mà gọi mình liên tục nó trời mệt ghê vậy, tối ngày cứ hoang mang sùm, mà cả ngày không nghe điện thoại cái bấm con gọi dùng số má cho con, sao cả ngày nay má không nghe nó reo, không biết nó có hư không. Khi mà nó sùm thì mình cũng phiền muộn, mà khi mà nó không reo thì mình cũng sợ nó hư, mình phải đi test coi nó có hư không. Rồi bữa nào mà mình không đi tới cái chỗ đó mà bạn mình đi, cái mình bắt phone, chiều nay có gì lạ không? Tức là quý vị thấy là mình có một cái thói quen, một cái nghiệp, một cái tật là chúng ta đi tìm những cái phiền não về cho mình. Mà lẽ ra phiền não nó chưa tới, thị phi nó chưa tới mà mình cứ đi tìm. Hoặc là mình nghe lóng khó người ta nói, để tôi gọi cái bà này tôi hỏi là ra hết. Mà hễ mình giờ mình gọi bảo mà ra, có thấy không, tôi biết mà, phải không? Cho nên hồi xưa chứ cổ đức có câu, các vị cổ đức có câu: tri sự thiểu thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa. Nếu mình biết việc ít thì phiền não ít, nếu mình quen biết nhiều thì thị phi cũng nhiều, phải không? Quý vị thấy ca sĩ đi đâu cũng tự do đâu, nổi tiếng chừng nào thì càng bị ràng buộc chừng đó, bởi vì bước ra cửa là camera nó chạy theo. Nhiều khi muốn bữa nào muốn ra ngồi ăn một cây kem, một cây cà rem như từ thở nhỏ
le lưỡi liếm cây cà rem cho ngon làm ổn nhé, bị chụp hình chết. Thích nhân đa xứ, thị phi đa. Bạch thầy, con không hiểu câu ngũ bộ chú phải đọc như thế nào. Không biết đọc mà biết viết ra đây. Quý thầy kêu mình đọc tụng mỗi ngày Úm Lam, Úm Sĩ Lam, Úm Mani Bát Di Hồng, Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm. Thưa đại chúng, ở trong Phật giáo á, hiện thời bây giờ là có ba cái tông mà có thể tạm gọi là thịnh hành. Một là thiền tông, tức là phương pháp niệm Phật để định tâm. Hai á, là ngồi thiền theo dõi hơi thở để định tâm. Ba là mật tông, là trì chú, tức là chọn những câu thần chú tụng để định cái tâm. Ba công thức nhưng mà mục đích chỉ là một, đó là giúp cho mình định cái tâm. Bởi vì trong Phật giáo quan trọng nhất là tâm. Tâm không tịnh thì biết bao nhiêu loạn động nó sanh. Tâm không tịnh thì phiền não sanh. Tâm không tịnh thì chấp trước vọng tưởng sanh. Cho nên chúng ta cần cái tâm tịnh. Mà bây giờ muốn người giúp cho người có tâm tịnh thì phải nhiều cái công thức. Công thức trì một câu thần chú, công thức niệm Phật, hay công thức theo dõi hơi thở, hay là thậm chí công thức lại Phật, đem cuốn kinh Vạn Phật ra đọc mỗi danh hiệu Phật lại lên lại xuống, để đừng có nghĩ suy gì nữa hết, cứ danh hiệu Phật mà lại, để giúp cho tâm mình định. Bây giờ câu hỏi ở đây là ngũ bộ chú là gì? Ngũ bộ chúng ta có thể tạm gọi là năm bộ tộc của mật chú. Trong đó một là Phật bộ, hai là Liên Hoa bộ, ba là Kim Cang bộ, bốn là Bảo Hộ bộ, năm là Yết Ma bộ. Năm bộ cho nên gọi là ngũ bộ. Thì năm bộ này nói nôm na là tượng trưng cho năm Đức Phật. Đức Phật Tỳ Lô Giá Na tượng trưng cho Phật bộ. Đức Phật A Di Đà tượng trưng cho Liên Hoa bộ. Đức Phật A Xúc Bệ tượng trưng cho Kim Cang bộ. Đức Phật Bảo Sanh tượng trưng cho Bảo bộ. Và Đức Phật Yết và Đức Phật Bất Không Thành Tựu tượng trưng cho Yết Ma bộ. Và trong mật tông còn gọi năm vị này gọi là Ngũ Phương Phật. Mật tông còn gọi năm vị này là Ngũ Trí Như Lai. Cái này là phải chuyên môn lắm mới hiểu, chứ còn Phật tử mà bình thường là nghe cái này là không có biết Pháp Hòa đang nói gì hết. Nhưng mà Pháp Hòa phải giải thích thôi. Năm bộ này tượng trưng cho năm vị Phật. Và mỗi vị Phật có một câu thần chú. Và câu thần chú đó để làm gì? Nó mỗi một cái câu thần chú nó có một năng lực khác nhau. Và nếu người hành giả nào mà trì năm bộ thần chú này thì giống như cái người mà có trọn vẹn những cái thần lực. Thứ nhất, thí dụ như cái câu Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn đọc là Án Lam. Thì khi mình đọc cái câu Án Lam đó tượng trưng cho tịnh pháp giới, giống như mỗi buổi tụng kinh quý vị tụng tịnh pháp giới chân ngôn Án Lam, thì cái câu Án Lam đó là của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na làm cho pháp giới này thanh tịnh. Thì khi mình tụng cái câu thần chú đó lên á, thì giúp cho mình phá tan những cái phiền não chướng. Hay là mình tụng cái câu Úm Lam, hay là mình tụng cái câu Úm Sĩ Lam. Thì Úm Sĩ Lâm này á là của bảo bộ, để bảo hộ thân của mình, gọi là hộ thân. Hay là Án Mani Bát Di Hồng là giúp cho mình thành tựu mọi sự tươi tốt lành thiện. Hay là Án Mani Bát Di Hồng giúp cho mình mê đoạn trừ những mê vọng. Ví dụ như vậy. Thì mỗi một câu thần chú có năng lực khác nhau. Hộ thân, hộ tâm, phá phiền não, thành tựu cho mình. Và cuối cùng là làm cho mình đầy đủ cái lý và cái trí. Trí là trí tuệ, lý là lẽ thật, là đạo lý. Thì nói chung là năm bộ mật này, tức là năm câu thần chú, thành tựu cho chúng ta. Cho nên những người mình ta
Trì chú, thật ra đó trì chú là chuyên về tha lực. Tha lực tức là cầu cái sự gia hộ bên ngoài. Nhưng mà tự lực nghĩa là mình phải tự trì lấy. Mình càng trì chừng nào thì cái sự, cái lực nó càng sanh chừng ấy. Cái này thì quý vị phải nghiên cứu về mật tông. Nếu ai chuyên về tu mật tông, quý vị gặp những vị tôn đức chuyên về mật tông, quý vị hỏi. Thì câu hỏi này á, chỉ hỏi là ngũ bộ là gì, thì Pháp Hòa chỉ giải thích đơn giản. Ngũ bộ là năm bộ ở trong mật tông: Phật, Liên Hoa, Kim Cang, Bảo Hộ, Yết Ma. Và năm bộ này tượng trưng cho năm đức Phật: Pháp Tỳ Lô Giá Na, Phật A Di Đà, Phật A Xúc Bệ, Phật Bảo Sanh và Phật Bất Không Thành Tựu. Chúng ta gọi là ngũ trí Như Lai hay là ngũ phương Phật. Cho nên cái vị mà cúng chẩn tế vô hồn á, lúc mà ngồi đội cái mão Địa Tạng lên rồi đó, có dở cái Phật quang ra đeo trên đầu á, có năm vị Phật ở trên đầu đó là năm vị này, gọi là ngũ trí Như Lai, là ngũ phương Phật. Thì nếu ai trì năm câu chú này thì sẽ giúp cho người đó đầy đủ những cái sự thành tựu từ thân tâm cho đến ngoại cảnh. Cho con hỏi hai câu trong kinh Di Đà. Một, hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng rượu, hiện ra tướng lưỡi rầu rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng. Hai, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bây giờ nói cái câu hiện ra tướng lưỡi rộng dài là ở trong kinh Di Đà, nói rằng á, chư Phật trong mười phương các vị đều ở tại nước của mình mà hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả thế gian mà nói lời thành thật rằng: này chúng sanh các cõi, quý vị hãy nên tin kinh này, kinh mà chư Phật trong mười phương đều hộ niệm. Kinh này là kinh gì? Kinh A Di Đà. Ở đây á, dĩ nhiên là không có một đức Phật nào mà có một cái tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới hết. Đây là một biểu tượng thôi, đây là một ví dụ thôi. Ví dụ gì? Để nói rằng chư Phật trừ vô lượng kiếp đến nay, các ngài chưa hề nói dối. Việt Nam mình đã hay giả bò, hay đem cái ví dụ á, người nào mà le lưỡi ra dài mà cong lên mà đụng được cái chóp mũi, anh nói gì tôi tin. Vì anh nào mà lưỡi dài là nói thiệt, phải không? Nhưng mà chúng sanh mình phần lớn thì lưỡi gì? Lưỡi ngắn. Tại vì mình thiệt cũng có mà giả cũng có, tại giả bây giờ nó làm cũng giống lắm. Thì thưa đại chúng, là đây chỉ là một cái biểu tượng để tượng trưng rằng chư Phật không hề nói dối. Không hề nói dối mà nói cái gì? Nói này toàn thể chúng sanh các cõi, quý vị hãy nên tin kinh này, kinh mà chư Phật đều tán thán. Tại sao vậy? Tại vì tịnh độ là cái cõi tịnh, tịnh độ là cõi tịnh, mà Phật Di Đà là vị giáo chủ của cõi tịnh. Ví dụ như hôm nào trong lòng mình á, có ánh sáng vô lượng, có trí tuệ vô lượng, có công đức vô lượng, có tuổi thọ vô lượng, thì có phải ngày hôm đó mình yên tâm không? Tâm mình yên ổn không? Tâm mình yên ổn là tịnh độ. Pháp Hòa ví dụ ha, hồi trước á, Pháp Hòa có nhiều chuyện khổ. Sau một thời gian đi chùa nghe Pháp, quán chiếu sâu xa, bây giờ tâm mình lặng xuống. Lặng xuống rồi thì các vị thấy mình ai cũng hoan hỉ quá. Nói trời ơi, tháng trước đi chùa thấy rầu lắm, tháng này đi chùa thấy tươi, bắt đầu thấm. Đó, thì bây giờ người khác gặp nó đây nè, phải không? Quý vị phải nên tin vào cái pháp môn tu tập. Không tu thì thôi, tu là có tiếng. Bởi vì rõ ràng chúng ta có Phật Pháp là chúng ta có phương pháp. Sở dĩ chúng ta không có phương pháp là vì chúng ta chưa nắm được Phật Pháp. Cho nên người có tu Phật Pháp thì nhất định người đó sẽ bớt khổ, sanh vui. Mà khi tâm không còn khổ thì là tỉnh, tỉnh độ. Mà đây là một sự thật chứ có gì đâu mà phải giấu.
Cho nên chư Phật nói kinh này là kinh mà tất cả chư Phật khen ngợi. Quý vị nào muốn biết cửu phẩm liên hoa đó, thì đợi nghe cái bài Pháp Hòa mới nói ở Seattle cách đây chừng mấy tuần đó. Chính phẩm hoa sen là cha mẹ. Chính phẩm là gì? Chính cái từng bậc sen chia làm ba: thượng, trung, hạ. Bậc thượng có ba, bậc trung có ba, bậc hạ có ba. Bậc thượng là có thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Trung phẩm thì có trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Hạ phẩm thì có hạ phẩm hạ sanh, thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ này, quý vị sẽ thấy mình có cửu phẩm liên hoa chưa nha. Hồi mình phiền não dữ lắm, nhưng mà bây giờ người ta người hai gì người ta phiền não, người ta đi chơi, mình phiền não mình vô chùa. Mặc dù chưa hết phiền não, nhưng ngày nào mình cũng đi vô chùa. Như vậy thì khi mình ôm một đống phiền não mà vô chùa, thì mình có phải là thượng phẩm thượng sanh, hay là thượng phẩm, hay là hạ phẩm hạ sanh? Hạ phẩm hạ sanh, phải không? Rồi ở trong cái hạ phẩm hạ sanh đó, mỗi ngày nghe tụng kinh, nghe giảng pháp, nghe riết cái mở tâm, mở tâm cái tha cho người đó được chút, cái tăng lên hạ phẩm trung sanh, buông được cái người đó ra khỏi trong giấc mộng của mình luôn, thì hạ phẩm thượng sanh. Cứ như vậy mà tu, tu hoài cho đến khi nào thượng phẩm thượng sanh, là thấy người đó mà vẫn chắp tay chào, chào anh. Còn hồi xưa là gặp người ta là mình lắm, hay là mình để cái người đó trong lòng, tôi nói thiệt với chị, tôi đã thề với lòng chết để dạy, sống để dạ, chết đem theo, trời anh hùng vậy. Nhưng mà mình làm như vậy, cho nên mình làm như vậy, cho nên mình ở trong chùa nhưng mà vẫn hạ phẩm hạ sanh. Trong khi đó có những cái sen khác cũng ngồi bên cạnh mình mà ta thượng phẩm thượng sanh. Nè, không tin đó, bữa nào lên ngồi tụng kinh, ngồi gần nhau là thấy hết. Có người ngồi tụng hạnh phúc vô cùng, có người ngồi tụng mà dở lên còn mấy trang vậy. Có người tụng mà không hề để ý là còn bao nhiêu trang. Còn có nhiều người ngồi tụng mà trước thôi còn mấy trang. Tại vì sao? Mệt quá. Tụng gì mà tụng quá trời quá đất. Cho nên cũng cuốn kinh. Mà có người thì thượng phẩm thượng sanh, mà có người thì hạ phẩm hạ sanh. Giờ thấy cụ phẩm liên hoa chưa? Rồi. Cũng một chén cơm chay, cũng là một cái tô bún măng ngon lành hồi tối. Mà có người thì ăn ngon ơi là ngon, có người cầm lên only măng hả? Không có cái kia hả? Đem chén nước đóng gừng ra mà không có cái kia lấy gì cháu. Như vậy thì cũng là một tô uống măng, mà người mà ăn hạnh phúc thì là ăn trong thượng phẩm thượng sanh hay là thượng phẩm trung sanh. Còn mình ăn mà mình không có hạnh phúc, nhưng mà có nhiều khi mình cũng ăn nhưng mà mình lùa vô cái bún măng mà không có rau răm. Bún măng mà không có rau răm, hay là thậm chí bún măng mà không có nước mắm gừng, thì cũng ăn nhưng mà mới có trung phẩm hạ sanh. Cho nên tùy theo cái từng bậc hạnh phúc của mình mà chúng ta sanh trong chính phẩm. Cho đến khi nào chúng ta ở thượng phẩm thượng sanh, hoa mà có mờ nở ra rồi mà thấy được Phật thì ngộ vô sanh. Vì sao? Bởi vì lúc đó tâm của mình bình thản và thấy tất cả các pháp đều bình đẳng như vậy hết, không có cao thấp gì nữa hết. Lúc đó mình sẽ thấy như nhau dọc mũi ngang màng. Lúc đó mình sẽ thấy một chúng sanh phàm phu rong rắc và một người tu chứng đều có Phật tánh giống nhau, người này chưa khai ngộ, rồi sẽ có ngày. Mình có từng hát rồi có một ngày chinh chiến tàn, thì thế nào ngày đó cũng hết. Quý vị thấy được cái chỗ hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Lúc đó mình thấy rồi, hoa này nó đang sanh nhưng mà vẫn thấy nó đang diệt.
nó đang nở đây mà vẫn thấy nó xanh từng rác. Bởi vì không có rác thì làm sao có hoa. Cho nên trong hoa thì thấy rác, mà trong rác thì thấy hoa. Cho nên xách cái bịch rác đi đổ mà không phiền muộn gì hết. Mà chẳng những vậy mà còn đọc kinh đổ rác nữa. Kinh đổ rác đọc sao? Một thùng rác bẩn, một bông hồng tươi, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Quý vị nào mà hay đổ rác phiền não, học thuộc bốn câu đó để mỗi khi đi đổ rác đọc kinh đổ rác. Một thùng rác bẩn, một hoa hồng tươi, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Đấy, cái hoa khi nó đang đẹp đây thì nó cũng đang chuyển biến. Đây nè, mình đây nè, ngày hôm qua giờ nhiều người nhìn lầm lắm. Thầy ở ngoài đẹp hơn. Nhưng mà thầy ở trong YouTube và thầy ở ngoài có phải khác không? Không. Nhưng mà tại mắt mình nhìn ở trong kia nó mờ thì nó làm hình em xấu. Nhưng mà em vẫn là em của Phở nào. Bây giờ quý vị nhìn một con người mà từ một người thật là trẻ, nhưng rồi từ từ họ nhăn, họ tóc bạc, họ đó là chuyện bình thường. Muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Một đứa nhỏ cầu cho nó lớn, cầu cho nó lớn nghĩa là mình chấp nhận vô thường. Mà tại sao mình già đi thì mình lại không chấp nhận? Vô thường thay đổi từ một đứa nhỏ thành một đứa người lớn, thì từ một người trẻ trở nên một người già. Mà chúng ta luôn luôn không thấy được cái chỗ vô sanh đó. Mà không thấy chỗ đường vô sanh thì làm gì mà hoa khai để kiến Phật. Còn nếu mà sáng nào ngủ dậy mở mắt ra hạnh phúc quá, hôm nay còn sống, đọc liền bài kinh còn sống. Kinh còn sống đọc sao? Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Đó là kinh sống. Rồi bây giờ bữa nào mà vô nhìn trong tấm gương, nhìn trời đất ơi, thiệt không nhỉ, tôi đây cả. Sao bữa nay nó nhăn hơn bình thường vậy? Phải thấy rõ cái đó. Gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Mỗi khi mình soi gương có bài kinh soi gương. Hết giờ chưa? Em nhớ là bữa ký cái contract là không có lỗ vừa tham rồi nha. Bạch thầy, ngưỡng mong thầy giải cho con biết là tại sao Phật A Di Đà được chọn để chúng sanh niệm ngài, trong khi đó có rất nhiều chư Phật khác có từ trước ngài rất lâu xa mà không ai niệm. Thưa đại chúng, đây cái cũng dễ hiểu thôi. Mình réo cái ông nào có tóc chứ. Tôi nói sao? Nắm kẻ có tóc chứ ai nắm kẻ cọc đầu. Phật Di Đà ngài nguyện thì mình phải nguyện niệm ngài chứ, Phật kia có nguyện đâu mà niệm. Ví dụ như bây giờ quý vị đi mời một thầy giảng sư thì phải đi tìm thầy, ông thầy biết giảng tới. Chứ còn nếu mình muốn nghe giảng mà mời thầy tụng tới thì sao mà giảng. Trong các thầy thì có những thầy chuyên tụng kinh, có những thầy chuyên giảng pháp, có những thầy chuyên từ thiện, mỗi vị mỗi hạnh, không ai cao ai thấp, hạnh nào cũng tốt hết. Chư Phật cũng vậy, đặc biệt là Phật Di Đà, ngài phát cái nguyện là nếu ai muốn sanh về nước của tôi, phải không, mà niệm danh hiệu tôi chí thành thì khi mất người đó vãng sanh về cõi của tôi. Như vậy thì nếu mà người khác không có nguyện thì mình làm sao mình gọi ngay được. Phật Di Đà ngài có nguyện. Cho nên người nào muốn
Và đồng thời Phật A-di-đà còn tượng trưng cho ba ý nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Cho nên mỗi lần mình gặp nhau, mình niệm A-di-đà Phật chào anh, nghĩa là tôi chúc cho anh lúc nào trí tuệ cũng sáng suốt, vô lượng quang. Vì anh có trí tuệ sáng suốt cho nên anh sẽ nhận ra những gì tốt lành anh làm, những gì xấu ác anh bỏ, anh sẽ tạo vô lượng công đức. Mà anh sống lành, sống đẹp, sống dễ thương như vậy cho nên anh sẽ sống mãi với thời gian và trong lòng của mọi người, cho nên anh sẽ vô lượng thọ. Nhưng mà thay vì mình gặp ta nói vô Phật chào anh, chúc anh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, nó dài quá. Đó, một câu mật ngữ A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là mật ngữ đó. Mật ngữ này ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Xin Thầy cho con biết tại sao tu viện thiền có cách cúng rất đơn sơ, trong khi các chùa tịnh độ có cách cúng rất nhiều các Đức Phật, Đức Bồ Tát và nhiều tượng A-la-hớn. Ở đây con không có ý phân biệt tu thiền hay tịnh độ, mà chỉ muốn biết tại sao có sự khác biệt như vậy mà thôi. Tại vì tu thiền không có tiền mua tượng. Đơn giản vậy thôi, chứ có gì thôi. Quý vị nhớ hồi Việt Nam có câu thái chậm không? Hồi nhỏ con nít mà đạo chúa có lúa ăn hoài á, đạo ai gì đạo con đạn mà hết gạo vậy đó. Thật sự ra thưa đại chúng, Pháp Hòa hiểu cái câu hỏi và đại chúng cũng sẽ hiểu là không có cái ý là mình muốn phân biệt gì, nhưng mà có một thắc mắc tại sao các chùa mà có cái khuynh hướng tu thiền á thì có vẻ cái cách thờ phượng của người ta nó đơn giản hơn không? Nhưng mà thưa đại chúng là ở đây á không phải là chùa tịnh độ rồi thờ đơn giản, thờ rườm rà. Thật sự có những ngôi chùa tịnh độ, cái vấn đề thờ nhiều thờ ít là tùy cái vị trụ trì thôi, chứ không có cái luật lệ nào nói là chùa nào tu tịnh độ phải thờ nhiều, chùa nào tu thiền phải thờ ít. Tại hỏi câu hỏi em bắt vần em nói vậy đó, em tu thiền không có tiền mua tượng. Cho dù cái chùa đó tu tịnh độ niệm Phật Di Đà thì không nhất thiết phải thờ đủ thứ hết, chỉ một tượng Phật Di Đà cũng được. Thì bây giờ thí dụ như bây giờ mình thờ Phật Thích Ca, thờ Phật Thích Ca một tượng hay là thờ Phật Di Đà một tượng, thì một là tất cả là một. Sở dĩ mà chúng ta có nhiều tượng là bởi vì chúng ta tùy thuận theo cái nhu cầu tín ngưỡng cầu nguyện của chúng sanh thôi. Chứ còn không có phải là chùa tu tịnh độ rồi thờ nhiều, rồi chùa tu thiền thờ ít đâu, không phải vậy. Nhưng mà phần lớn ở những thiền viện thì bởi vì tu thiền á là người ta muốn chú tâm, tâm mình phải đưa về một mối, cho nên thà một tượng tượng trưng cho tất cả mà tất cả hành giả về đó không có phân biệt. Đây là Pháp Hòa ví dụ nè. Thí dụ bây giờ quý vị bước vô một ngôi chùa nhiều tượng thì quý vị tâm sẽ sanh khởi những ý niệm: à Phật Di Đà nè, Phật Quan Âm nè, và ông Tiêu nè, ông Hộ nè, nhiều Phật. Thì cái tâm mình nó phóng, mình nghĩ theo cũng không sao, nhưng mà ý nó ở một cái mức độ tu thiền, nó muốn đưa cái tâm mình càng bớt những cái khởi niệm chừng nào hay chừng đó, cho nên ta đơn giản thành một tượng để bước vô đó là không khởi gì nữa hết, chỉ một Đức Phật thôi. Như vậy không có nghĩa là thờ nhiều cũng tốt nha, thờ nhiều cũng tốt thôi, tại vì mấy tiệm nhang cũng thích lắm, mình vừa mỗi bàn thờ cây nhang. Thưa thì cái vấn đề thờ nhiều thờ ít thì tùy theo mỗi chùa, mỗi thầy trụ trì. Ví dụ như ở chùa tu viện Pháp Hòa đó, mặc dù Pháp Hòa cũng tuyên bố và tu thiền tu tịnh gì hết đó, nhưng mà Pháp Hòa cũng thích đơn giản. Trong chùa có một tượng Phật Thích Ca thôi,
Rồi giờ tùy theo chúng sanh, quần chúng Phật tử cảm mến Đức Quán Âm, có thêm Đức Quán Âm nhỏ nhỏ ngồi trước nữa thôi, hai tượng đủ rồi. Không có chỗ. Mà mình cũng thích đơn giản cho nên mình nhẹ nhàng vậy thôi. Chứ không có phải là thờ nhiều thì tốt, rồi thờ ít không tốt, không có vậy. Tùy theo mỗi chùa. Hoặc là có nhiều khi á, do Phật tử đem vô cúng nhiều quá, bây giờ chùa không nhận cũng được. Mà cúng rồi thì phải nhận, mà nhận rồi thì phải chứng. Và cái thứ hai nữa đó, quý vị biết không, nhiều khi á, có những chúng sanh á, không có khởi tâm ý Phật với Bồ Tát, cho nên mình nhờ mình nhiều Phật Bồ Tát cho mình nhìn tự nào mình khởi theo tự nó. Ví dụ bây giờ quý vị nhìn Đức Quan Âm, cái quý vị nói à Đức Quan Âm, trong tâm mình khởi Quan Âm. Mình qua đây mình gặp Phật Di Đà, cái nói à Phật Di Đà, thì trong tâm khởi Di Đà. Tức là nhiều tượng thì tâm mình cũng khởi, mà khởi Phật, khởi Bồ Tát, chứ không khởi cái khác. Cho nên cái nào cũng được hết, chứ không có gì sai, cũng có gì đúng. Tùy theo mỗi cái hoàn cảnh của mỗi ngôi chùa, và tùy theo mỗi cái ý nghĩa mà người ta muốn nói lên. Vậy thôi, chứ không có... Khi mình làm việc phước thiện và hồi hướng đến người chết, thì người chết được một phần công đức, người sống được sáu phần. Vậy nếu mình hồi hướng cho người còn sống thì người ấy được mấy phần? Con hồi hướng nhiều lắm, sao con không thấy người ấy an lạc? Này complain đó. Cái đại chúng trong kinh Địa Tạng nói á, khi chúng ta hồi hướng cho người thân chúng ta mất, trong 7 phần công đức, người chết hưởng 1 phần, người sống hưởng 6 phần. Trong kinh còn thêm một câu: vì vậy cho nên khuyên tất cả những chúng sanh hãy ráng tu tập để có thể tiếp nhận được cái phần phước đó. Đây là câu then chốt. Tất cả chúng ta khi chúng ta hồi hướng là trước hết chúng ta được một cái lợi. Cái lợi lạc của chúng ta là chúng ta khởi lòng từ bi, sống vì tất cả mọi người, làm một điều lành, điều thiện, điều khởi tâm hướng về tất cả. Như vậy thì tập cho chúng ta có một cái hạnh sống mà luôn luôn trang rãi đến mọi người. Còn tất cả mọi người tiếp nhận được cái đó hay không á, nó cũng tùy thuộc vào cái phước, cái căn, cái duyên của mọi người. Thiện căn, phước đức, nhân duyên, ba cái điều kiện. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, quý vị thương quá, quý vị cho Pháp Hòa một trái sầu riêng. Đối với quý vị là sầu riêng Thái Lan ngon lắm, nhưng mà Pháp Hòa không thể dùng được, là bởi vì Pháp Hòa có cái bệnh khó tiêu. Đặc biệt là ăn sầu riêng hay những gì khó tiêu trước khi lên giảng. Ví dụ vậy đi, thì quý vị cho Pháp Hòa cái đó là duyên nó tới. Nhưng mà Pháp Hòa thiếu phước đức, thiếu thiện căn, ăn được thì cũng vậy. Nhiều khi mình cho người đó cái phước mà người đó không đủ phước để nhận. Cũng giống như mình cho con mình một quyển sách quý lắm mà nó không hiểu, nó không đọc. Quý vị đưa cuộn băng giảng của thầy hay lắm nè con, nghe đi con, nhưng mà nó không hiểu tiếng Việt thì lấy gì nó nghe? Cho nên nó không có cái đó sao nó nghe được. Thì cho nên ở đây á, cái hồi hướng là cứ hồi hướng. Nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa là người đó không được cái gì được. Nhưng mà cái nghiệp của họ nặng thì họ nhận rất ít. Cũng giống như người bệnh nặng, mình đưa một ly sữa tới, họ uống không có hết đâu, uống lần có muỗng à. Rồi một tiếng đồng hồ sau mình có thể cho họ thêm một muỗng nữa. Nhưng mà nó đòi hỏi ai mà là cái người muốn giúp cho người này được uống hết một ly sữa, nó đòi hỏi người nào? Cái người đút sữa, cái người chăm sóc bệnh phải kiên nhẫn, phải trì trí. Dù một ly sữa đó 10 giờ đồng hồ mới hết, nhưng mà chịu khó một tiếng đút cho người. Người thân của mình chưa tiếp nhận những gì mình hồi hướng không có nghĩa là họ không nhận, nhưng bởi vì họ là một cái cành khô, mình phải ngâm lâu nó mới nở. Măng khô mà phải hầm biết bao nhiêu tiếng mới có được, chứ đâu phải là hầm 1-2 giờ mà có được đâu, có phải không?
Cho nên đó, mình muốn độ, thưa đại chúng, độ một người khó lắm, độ một chúng sanh khó lắm chứ không phải dễ đâu. Chính ý thức được điều đó cho nên thấy ai mà làm thiện được chúng ta phải mừng. Đừng có làm một chúng sanh thối tâm á, dễ lắm, làm một chúng sanh phát tâm rất khó. Cho nên chúng ta thấy ai mà tu tập được dù ít dù nhiều, dù còn rất dở nhưng mà mình thấy rõ ràng là họ có sự cố gắng. Họ có sự cố gắng thì mình phải sao? Trân trọng. Còn nếu mình đẩy họ ra, mình muốn cái người nào phải hoàn hảo hết thì chắc không có được mấy người đâu. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta mà giận người nào mà chúng ta bỏ luôn người đó thì chắc có lẽ đời này chúng ta không có bạn. Bởi vì có người nào mà không làm, không một lần làm cho mình giận. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải biết quán chiếu cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý từ quán trong muôn nơi. Trước hết là cho chính mình, giận là khổ chính mình chứ không ai khác. Người kia họ làm mình khổ xong họ đi về họ ngủ không? Họ ngủ rồi. Còn mình cũng ngủ, nhưng mà mình lăn qua lộn lại, lát mình khét chứ không? Mình cũng nướng vậy đó, nhưng mà mình nướng khét, người ta nướng giòn, người ta nói giòn miệng, mình thì nướng. Cho nên nếu mình ôm cái sự hiềm hận giận hờn thì cái người khổ đầu tiên là mình chứ không ai khác. Cho nên khi chúng ta muốn hồi hướng, cứ hồi hướng đi. Mà trước hết là khi chúng ta tụng kinh, chúng ta làm phước là dĩ nhiên chúng ta là người đầu tiên nhận cái đó rồi. Và qua cái cách sống của chúng ta, qua cái cách kiên trì của chúng ta, một ngày nào đó chúng ta sẽ làm cho người đó nhẹ nhàng, an tịnh. Quý vị phải tin. Pháp Hòa đã từng thấy rất nhiều người họ cứng cỏi lắm, mà cuối cùng á họ bền mãi ra hết nhờ cái lòng kiên trì của người thân. Quý vị tin cái đó. Mà tại Pháp Hòa không kể thôi, bởi vì cái đó là chuyện cá nhân của mỗi gia đình, nhưng mà đã Pháp Hòa đã từng thấy rất nhiều gia đình chồng con cuối cùng chuyển hóa hết do cái kiên trì tu tập của cái người đó. Cho nên nếu mình muốn chuyển hóa ai, mình cứ kiên trì tu tập. Quý vị cứ tưởng tượng đi, hồi xưa mình cũng đâu phải dễ chuyển đâu. Bản thân mình bây giờ được vậy là mình cũng cả một quá trình ngâm đó. Có phải không? Thì vì bây giờ mình sẽ thấy rằng á, người sao mà muốn chuyển còn khó hơn nữa. Mình thời trước á, thời trước mình á là không có iPhone, không có iPad, mà mình còn tu khó lên khó xuống kiểu nào. Bây giờ có cái iPhone, cái iPad kế bên rồi, tu càng khó hơn. Mà mình biểu nó tu ngồi một giờ đồng hồ nghe pháp chưa chắc đã yên, cứ 2 phút móc ra coi có ai nhắn tin gì nữa. Nhiều đó thôi là mình thấy rồi. Cho nên mình mới thấy rằng á, những cái ngoại cảnh nó chi phối mình rất nhiều. Cho nên mình muốn, nhà Phật chúng ta có cái từ là phan duyên. Phan là chạy theo, phóng theo. Chịu nói. Cho nên mình thấy một người chưa chuyển hóa, đừng có nản lòng, phải kiên trì. Quý vị về tìm cái bài của Hòa giảng, độ sanh như ấp trứng. Có cái bài nói độ sanh như ấp trứng. Con có người bạn ở Việt Nam thọ giới Bồ Tát và ăn chay trường, nhưng hôm nay có chồng nước ngoài không có điều kiện nghe giới và không ăn chay trường trong trang đình, không ăn chay được nữa, vậy có tội không? Bạn nói với con bạn buồn lắm. Buồn gì? Có chồng nước ngoài mà buồn gì? Nhớ hồi đó ngâm hoài cái câu má ơi đừng gả con xa, gả con qua Mỹ Canada được rồi.
đọc chơi cho vui nhé. Thưa đại chúng á, cái vấn đề thọ Bồ Tát giới tại gia đó, hôm qua Pháp Hòa có thưa là ba điều kiện: Bồ đề tâm, lòng từ bi và gì, rộng độ chúng sanh. Thở đây á, đã từng ăn chay trường rồi, nhưng mà vị Phật tử này do hoàn cảnh mà phải có gia đình rồi không thể tiếp tục ăn chay được. Đây là do hoàn cảnh chứ không phải do mình muốn. Thì trường hợp này không sao, quý vị cứ tu theo cái hoàn cảnh mà mình có được. Ví dụ như bây giờ trong Bồ Tát hạnh đó, nó muôn hạnh mà, ăn chay cũng chỉ là một thôi. Thì bây giờ lỡ mình không chọn cái hạnh ăn chay thì mình ráng chọn những hạnh khác, có sao đâu. Mình tu trong mọi hoàn cảnh mà, phải không? Mà tu trong mọi hoàn cảnh thì thôi đừng có buồn, mình phải phấn chấn, mình phải cố gắng. Quan trọng là mình có tinh tấn. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu lưu trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Thì bây giờ thôi, bây giờ ăn chay không được thì có thể mình ăn chay kỳ, một tháng hai ngày cũng không sao. Bù lại mình làm những hạnh nguyện khác, không có sao hết. Yên tâm, đừng có buồn, cứ vui cho người bạn ngoại quốc kia tu theo. Lẽ ra cái câu này mình phải trả lời trước, bởi vì nó liên quan tới 4-5 câu liên tiếp đây. Bây giờ Pháp Hòa đọc cùng cái câu này: tỷ lệ ly dị ngày càng gia tăng, con cái chịu nhiều thiệt hại về tinh thần lẫn vật chất bởi những tính xấu của cha mẹ chẳng hạn. Cái tội ham mê vật chất, sân si, ăn chơi trác tán, sống không biết chia sẻ, si mê lòi xúi dục. Vì thế nên có nhiều thuyết giảng phổ biến hoặc bắt buộc. Nên có nhiều thuyết giảng phổ biến hoặc bắt buộc về Phật pháp, đời sống vợ chồng, tiền hôn nhân cho mọi cặp vợ chồng trước và sau hôn nhân tu sửa. Câu thứ hai cũng tương tự: bẩm thầy, có người có những cặp vợ chồng khi đau khổ ly dị mới tìm đến Phật pháp sửa đổi. Tại sao Phật không tổ chức bắt buộc những cặp vợ chồng trước khi lấy nhau hoặc đi học giáo lý để sống hạnh phúc, không làm khổ con cái? Hạnh phúc là cái khi con người mất đi mới biết, đến cửa địa ngục rồi mới tu sửa. Mất trao dầu rồi, mất trâu rồi mới làm chùa. Mất trâu mới làm chùa. Đây cái câu hỏi nôm na là tại sao mình không có Phật tử, mình không có chịu đi học những cái lớp giáo lý nói về hạnh phúc hôn nhân trước khi mình cưới nhau, phải không? Rồi mình để tới đau khổ mình mới đi chùa. Cái này mình nói đúng hơn là vậy nè. Thật sự ra cho dù mình có đi học giáo lý hay là mình chưa đi học giáo lý, nếu như mình không có ẩn nhẫn hiểu nhau, chấp nhận ôm ấp, thì học bao nhiêu cũng vậy. Nhưng mà dĩ nhiên học là tốt chứ, học để mình biết. Nhưng mà có nhiều khi mình chịu hết nổi rồi mình nói là sao? Dạ con xin lỗi, con người có mức. Tức là chúng ta đều có những cái khúc sau để chúng ta nói vào, để chúng ta thoát ly và chúng ta nhẹ nhàng. Trong Phật giáo có rất nhiều bài giảng, kinh sách của Đức Phật giảng về những điều hạnh phúc của gia đình, của vợ chồng, con cái. Và đặc biệt là quý vị đọc cái bài kinh Thiện Sinh. Nếu mà là một Phật tử tại gia thì phải cần tìm đọc cái bài kinh đó, để cho rõ ràng Đức Phật dạy mình chồng đối với vợ có bao nhiêu điều, vợ đối với chồng, con đối với cha mẹ đối với con cái, chủ nhân đối với người làm đối với chủ nhân, thầy đối với trò, trò đối với thầy. Trong bài kinh đó Phật nói đủ hết.
Nhưng mà lý do mà Phật tử tại bây giờ mình đặt ra một cái vấn đề là tại sao không làm cái này kia chứ, lúc bình thường mở mình có đi đâu. Ví dụ như trong một cái buổi Phật pháp hay là mình về nhà một Phật tử, nếu mình muốn trao dồi Phật, không cần vấn đề hạnh phúc hôn nhân, chỉ cần mình thẩm thấu một then chốt của Phật pháp thôi, mình cũng giúp mình hóa giải được cái đau khổ. Cho nên đó, cái này cũng là một cái ý tốt, quý thầy cũng sẽ nghiên cứu lại, phải không? Chọn ra những cái bài giảng rồi phổ biến cho quần chúng Phật tử. Bây giờ quý vị đã lỡ một số ly dị rồi thì bây giờ bắt đầu mình sẽ hướng dẫn cho con cháu về sau. Trước khi con có gia đình, con nên nghe bài giảng này để cho con hiểu thêm. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Thưa đại chúng, mỗi người chúng ta phải thực tập, đó là hiểu và thương. Mình không có hiểu thì mình không có thương được. Ví dụ như mình nói ông chồng tôi, ông có cái tật, như lại là mình hiểu rồi, hiểu cái tật. Nhưng mà mình cứ phiền hà hoài. Rồi bây giờ lý do nào cái tật đó nó sanh? Nó hết rồi cái 2-3 bữa cái nó lên lại, mình cũng có đóng góp phần trong đó chứ không phải không đâu. Cho nên thì ở đây cái trường hợp này á, quý vị cần phải nghe pháp, và đồng thời trong gia đình phải tổ chức ngay từ những cái buổi đầu. Bây giờ mình đã kinh nghiệm qua rồi thì mình hướng dẫn lại những người sau, là vợ chồng thường có những buổi pháp đàm ngồi lại với nhau. Pháp đàm là sao? Thí dụ như mỗi tháng lúc ăn cơm xong mình ngồi lại mình nói chuyện trong một tháng qua, giống giống như mình họp chúng ở trong chùa vậy mà. Không, ở trong chùa sống với nhau mà không hề hiểu biết nhau là cũng gây à, chứ không phải là trong chùa là không gây đâu. Nếu không hiểu nhau, đừng có nói chi nha, nội cái người Nam, người Bắc, người Trung thôi cũng có chuyện rồi. Mình nói một cái sự thật là vậy. Ví dụ bây giờ mình ở cái quê của mình, nó có này có kia, rồi mình gặp cái người đó, mình muốn nói, mình muốn tâm sự, như cái cảnh đó họ không có gì trong đầu, họ khái niệm gì hết, muốn tâm sự cũng khó không? Thành thử ra mình phải hiểu nhau. Có nhiều cái vấn đề lắm, nội cái chuyện tôn giáo thôi cũng đã là một vấn đề rồi. Nội cái cách dạy con thôi cũng là một vấn đề rồi. Người vợ muốn dạy kiểu này, người chồng muốn dạy kiểu này, mà không hề bao giờ ngồi lại với nhau và thấy rằng cách nào nó phù hợp. Và phải chia vai ra đóng. Anh đóng vai nghiêm nha, gọi là nghiêm phụ. Em đóng vai hiền, gọi là hiền mẫu. Nghiêm phụ và hiền mẫu. Nhưng mà trong cái trái tim của người nghiêm phụ đó là cả một tình thương. Bên cạnh đó đó, mình cũng phải hiểu con mình nữa. Hiểu chồng, hiểu vợ, xong phải hiểu con nữa. Tại vì mình có hiểu con mình thì mình mới giúp con mình được. Mình không hiểu nó, mình không thể giúp được. Cho nên cái quan trọng là chúng ta cần phải hiểu nhau. Còn cái chuyện mà những bài giảng có, và chùa thì xưa nay mình ít có cái lệ, mình chưa có cái truyền thống là mở các lớp hôn nhân. Nội cái lớp giáo lý đây mà còn kiếm khó nữa. Hàng tuần chùa mở giáo lý đây còn đâu có mấy người được đi đâu. Tại vì ai cũng có nhưng nhị tại bị đó. Con thích lắm nhưng con muốn đi lắm mà bị. Mình lúc nào cũng có nhưng nhị tại bị hết. Câu hỏi cuối cùng nha. Con bị gãy đổ trong hôn nhân 2 lần, có thể do tính con nóng nảy hay sân hận thù dai, nhưng con không biết cách nào để tu sửa, mặc dù cũng có đi chùa cúng Phật. Con cảm thấy rất là khó chịu khi thấy cuộc sống vật chất không đầy đủ như ý của mình. Bạn bè thị phi mà chê bai là con đau khổ bực bội lắm.
Nếu như mà mình đã thấy, mình biết mình là một người nóng nảy, sân si và có một cái tật là thù dai. Thù dai là sẽ nói dai. Mà cái người nói dai thì làm cho mình abuse cái lỗ tai người khác. Thì đây là những cái, những gì mà vị Phật tử trình bày, đây là những cái đầu mối của mọi sự đổ vỡ. Có một con chim đó, nó tới nó từ giã các bạn đó. Nó nói các anh ở lại mạnh giỏi nha, tôi định dọn qua Cali tôi ở. Thì mấy con chim ở Chicago cũng hỏi là tại sao dọn nhà đi. Anh nói bởi vì cái tiếng của tôi nó hót, nghe kỳ cục. Có mỗi lần tôi hót là tôi bị chúng lấy đá liền. Bây giờ thôi, bây giờ tôi ở đất này tôi hết chỗ sống rồi, tôi để dọn qua Cali tôi sống. Thì mấy anh chị bạn nó nói anh bạn ơi, cái vấn đề không phải là anh đổi cái chỗ ở, mà cái vấn đề là anh đổi cái tiếng kêu. Bởi vì cái nếu mà cái tiếng kêu anh không thay đổi thì anh ở Cali thì cũng có cài ăn cà ri. Nghĩa là anh không thay đổi cái tánh tình của anh thì đi chỗ nào cũng giống nhau thôi. Cái vấn đề không phải là đổi cái chỗ ở. It's not the matter that you changed your place. The matter is you change yourself. Once you're able to change yourself, you can adapt with any situations. But if you don't do, you do not change yourself, you just live with your negative habits, then none of the place that you justify, and you can make friends with anyone. Thở đây cũng vậy. Cái vấn đề là chúng ta thay đổi những cái cố tật của mình để cho chúng ta xây dựng hạnh phúc, chứ không phải là cái vấn đề là chúng ta thay đổi một cái đối phương. Tại vì đối phương nào họ cũng sẽ sống giống nhau, là cần một người hiền dịu dễ thương, chứ không ai thích gần một người nóng nảy, thù dai nói nhiều. Thành nhưng mà đây là một cái sự thật rất thông cảm. Đây là một sự thật, và thậm chí mỗi chúng ta ngồi đây cũng có thể rơi vào trong những tình trạng này. Cho nên thưa quý vị là mình nói ra được là tốt lắm, tại vì ít ra mình biết được mình nữa. Có nhiều người á không hề hay biết cái vụ này, mà ai tới nói, thí dụ như ta nói chị đó nha, tôi nói thiệt với chị á, sở dĩ mà gia đình chị á, như vậy hoài đó là tại chị á, chị dữ lắm à. Tôi dữ hồi nào? Mình trợ mắt lên mình hơi dữ hồi nào thì các bạn nói đó. Giờ chị biết chị dữ cỡ nào chưa? Ví dụ như đó. Cho nên cái chánh niệm là gì? Chánh niệm là khi mình biết mình còn dở, nghĩa là mình bắt đầu giỏi. Mình giỏi lắm cho nên mình mới biết mình dở. Mình đã khá rồi, mình mới biết mình tu tập. Thấy không? Mình khi mà mình biết rằng á, mình còn lắm những cái dở, nghĩa là mình bắt đầu giỏi. Và cái quan trọng là mình biết nhận mình có những cái khuyết đó, để chúng ta bắt đầu bổ. Cho nên mình bắt đầu uống thuốc bổ. Cái lý do mình uống thuốc bổ là vì mình sợ mình thiếu vitamin A, vitamin B, cho mình uống một viên nó vô, để chỗ nào nó thiếu thì nó bổ. Cho nên cái viên đó nó có đầy đủ những chất dinh dưỡng vô trong cơ thể, chỗ nào thiếu thì nó bổ. Nó bổ vô cái chỗ khuyết. Thì chúng ta cũng vậy. Không có người nào mà giỏi đâu. Người nào cũng có một cái tật. Nhưng mà cái quan trọng là vậy nè. Khi mình nhìn một bức tường, nó chỉ có hai cục gạch hư, thì đừng vì vậy mà đập bể như cái tường. Phải không? Tường nào nó cũng có những cái cục gạch nó xây không có đàng hoàng. Quý vị đi kiểm một cái building mới xây nha. Mặc dù inspect rồi vậy, nhưng mà thế nào trong một cái building mới xây nó vẫn còn những cái mistake. Vì vậy cho nên có một năm guarantee để những người là thợ đó trở lại tu sửa những cái phần chưa thành tựu. Ngày nào chúng ta còn sống, ngày đó chúng ta cần sửa. Bởi vì chúng ta sanh tập theo thời đại, chúng ta sanh tập theo tuổi tác.
Quý vị có tin là mình sanh tận theo tuổi không? Mình sanh tận theo tuổi tác, và thậm chí nếu cơ thể mình sinh lý thay đổi, mình cũng thay tấm. Đừng có nói đi bệnh viện mà vô máu thôi, mà nhầm cái máu người nóng hoặc là cái máu người đó như thế nào. Về cũng thỉnh thoảng có những trường hợp là người đó thay đổi tính tình, hoặc có những người sau một cơn bệnh thay đổi tính tình hoàn toàn. Một là dễ thương hơn, hai là dễ ghét hơn. Đó là một sự thật. Cho nên á, mình còn sống ngày nào là còn phải tu sửa ngày đó. Thì ở đây nè, làm sao để đối trị cái lòng sân hận? Những cái này nó liên hệ với nhau hết á. Khi mình biết đặt mình vào cái vị trí của người đó thì chắc có lẽ mình sẽ giảm một phần nè. Hồi đó có quà tu, có quà chắc lắm. Mới vô tu chắc lắm. Tụng kinh phải về mới đúng nè. Sư cô phải về mới được nè. Cho nên rốt cuộc đó, mình biến thành mình một cây xương rồng hồi nào mình không biết. Ai gặp mình cũng chỉ xá mà không dám đụng. Nhưng mà cuối cùng á, mình mới thấy là mình bây giờ là một cây xương rồng giữa sa mạc. Nắng gắt mình cũng có mình, mà nói theo tiếng miền Nam là mình ơn. Lạnh buốt mình cũng một mình. Thì khi mình thay đổi cái cách mình sống thì mình thấy khác liền. Mình thay đổi cách mình sống là ta sẵn sàng, ta để mình trong nhà, ta ngắm. Tại vì mình là một cái cây mà nó bị kiến bò sâu ăn thì ta sợ lắm. Ta sợ nó lan lây, ta sợ nó vi trùng, ta bước ra ngoài ta để. Bỏ thì ta chưa dám, tại còn tiếc. Nhưng mà để ngoài trước vậy đó, rồi khi nào thà là nó tự chết, ta bỏ ta không ấy. Chứ còn biểu tự tay ta dục ta chưa đã làm. Nhưng nếu mà kiến bò đi hết, mọi cái thứ nó đi rồi thì ta sẵn sàng, ta đem vô nhà, ta chinh tiếp. Thì thưa đại chúng là mỗi người chúng ta đặt mình vào cái vị trí của người đó. Quý vị nhớ ngày hôm qua Pháp Hòa kể câu chuyện cái ổ khóa và cái chìa khóa không? Đó. Nếu mà cái chìa khóa nó ghét cái ổ khóa, tại vì bắt nó làm việc nhiều, ổ khóa cứ ngồi thảnh thơi, nó muốn hại ổ khóa đi, thì cuối cùng ổ khóa đi rồi thì nó ở với ai đây? Thì cuối cùng cuộc đời của nó cũng vô nghĩa, thì nó cũng đi vào trong cái dĩ vãng, vô cái xó vậy thôi. Cho nên cuộc sống này cũng vậy. Có người hồi xưa mình không biết, mình trách một người, nhưng khi mình hiểu chút ít rồi thì mình nói là sao? Có người mà cũng có ta. Có một câu chuyện á, có một cái chú nhỏ thôi, mình gọi là cu tí cu tèo vậy đó. Nó đi chơi về thì lúc nó đi á thì nó mặc bộ đồ trắng. Rồi khi mà nó đi chơi rồi nó lỡ nó té vô cái vũng sình vũng bùn, nó trở về thì nó mặc nguyên bộ đồ đen. Thì khi nó trở về, con chó nhà thấy nó mặc đồ đen thì con chó nó sủa, thì nó mới mắng, nó mới không biết ta là chủ mi sao mà nó sủa. Thì bà má bà tinh mắt hơn, bà nói: con ơi, lúc con đi trắng mà con về đen, thành thử chó nó mới sủa. Vậy thì thay vì con trách con chó, con phải khen nó là trung thành, thấy lạ là nó sủa. Không, mà thay vì con trách nó là con phải thích con quên rằng lúc con đi trắng mà khi con về thì nó đen, mà chính nó đen thì chó nó phải sủa thôi. Quý vị hiểu được ý câu chuyện không? Rồi vậy được rồi. Còn một cái điều mà Ngài Xá Lợi Phất dạy, để làm sao bớt đi những cái sân hận của mình, Ngài Xá Lợi Phất dạy có 5 điều. Một, người nào mà hành động dễ thương, lời nói không dễ thương, thì chúng ta hãy nên để ý hành động và đừng quan tâm lời nói, để chúng ta thương được người đó. Nếu người nào lời nói dễ thương mà hành động không dễ thương, thì chúng ta đừng quan tâm hành động mà để ý lời nói để thương được người đó. Nếu người nào hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng trong tâm còn có cái dễ thương, tức là suy nghĩ dễ thương, thì thôi mình hãy thương cái chút tâm ý dễ thương của người đó, và đừng quan tâm hành động và lời nói không dễ thương.
ba rồi phải không? Nếu người nào hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm cũng không còn một chút gì để thương, thì mình phải thương chết dứt nữa. Tại vì sao? Tại vì một người như thế là một người cực kỳ đau khổ. Họ sống mà họ không còn một chút gì tươi mát trong lòng họ thì có phải họ quá khổ không? Mà mình là người thân của họ, mình không biết tiếp nhận họ, mình không thương được họ nữa, thì xã hội này ai thương họ đây? Cho nên một người con, một người cháu của mình hay một người chồng, người vợ của mình mà lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, trong tâm cũng không có chút gì để thương, thì mình tự nói trời tôi ráng thương nữa. À, tội nghiệp quá. Còn một người mà lời nói dễ thương, hành động dễ thương, trong tâm cũng dễ thương mà mình không thương thì lỗ láo quá. Ngài Xá Lợi Phất dạy cho sư em của mình 5 phương pháp để diệt trừ phiền giận. Thưa đại chúng, giận là một sự thật trong mỗi con người, nó không có gì sai hết. Như ngày hôm qua mà nói như đó, ganh tị cũng là một chuyện bình thường của con người. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nhận ra mình đang giận, để mình biết điều chỉnh cái giận của mình. Nếu đã bao nhiêu lần đổ vỡ, bao nhiêu cái tình cảm trong gia đình, anh em, bè bạn đã mất đi, thì mình thấy rằng mình đóng nữa nó có lợi gì đâu. Tại sao mình không học từ những bài học đó? Tại vì trong cuộc đời này không có bài học nào hay và nhớ dai cho bằng những bài học đau thương. Bài học nào mà đau thương chừng nào thì mình sẽ nhớ dai chừng đó. Mà thay vì mình nhớ dai người làm mình khổ thì tại sao mình không nhớ dai nguyên do nào mình với người đó đi tới cái lý này, cái kết cục này, thì để mình tránh đi. Đó. Chứ đâu có tội gì mình tránh cái vỏ dưa để mình đi kiếm cái vỏ dưa. Còn nếu muốn khỏe nữa, không cần phải bận rộn mấy cái này nữa, theo em. Đi tu. Theo em là nói cho dễ thương, chứ còn phải nói là theo quý thầy. Thôi bây giờ mình hết giờ rồi, 2 tiếng đồng hồ rồi. Dạ không dám rồi. Okay, I have another English here. According to doctors and scientists research, MSG causes migraine, back ache, artificial color cause diarrhea, rash. Some type of flour gluten cause other problems. The US, UK and other developed countries prohibits artificial color. I accidentally listened to a discussion. The old woman said, we just need to ask for Buddha. We will be okay with poisonous food. Is it true or false? Of course, you have the answer. Cái câu hỏi như thế này, dựa theo những sự nghiên cứu của bác sĩ và những nhà khoa học, bột ngọt sẽ làm cho con người bị nhức đầu, đau lưng. Những cái màu thức ăn giả, những cái màu á, thức ăn màu á, sẽ làm cho con người bị tiêu chảy. Có những loại bột hay là mì căng á, nó sẽ làm cho con người sanh ra những cái khó chịu. Ở Mỹ và ở bên nước Anh cũng đã có những cái luật không cho phép những cái này được được phát hành. Nhưng mà tôi tình cờ nghe một bà cụ, chắc bà cụ này đạo Phật, mà đạo Phật rất là đạo Phật, bà cụ nói như thế này: không có sao đâu con, cứ việc ăn đồ độc đi. Lại ông Phật cái ông cho khỏe liền. Tội nghiệp ông Phật.
Thưa đại chúng là Phật đâu có quở đâu mà coi ai cứ chạy mà. À, ai đau bụng, ai đau lưng mà Phật cho hết bệnh. Đức Phật như thói nói như thế này nè: những gì giới luật tôi không có chế, sau này các thầy sống trong một xã hội nào mà những giới luật đó nó rất phù hợp để cho con người noi theo thì các thầy nên theo. Như vậy Đức Phật có phải là một người rất dân chủ không? Bởi vì 2500 năm trước có thể những điều Phật nói nó chỉ phù hợp với thời đại đó, mà Phật sợ các thầy sau này bị dính mắc vào những lời Phật dạy mà không chịu tiến hóa học hỏi từ xã hội. Cho nên Đức Phật nói một câu thêm: nếu sau này những gì tôi nói mà xã hội sau này chưa nói, mà sau này xã hội có nói mà nó phù hợp, nó rất là thiết thực, quý vị phải thực hiện, thì tất cả người tu phải thực hiện, dù nó không nằm trong giới luật, nhưng mà nó nằm trong những cái luật lệ mà của quốc gia hiện hành mà chúng ta đang sống. Chẳng hạn như á, trong giới luật không bao giờ có câu là vừa lái xe không được nói phone, bởi vì cái phone tai nó chưa xuất hiện thời của Phật. Nhưng ngày nay luật Mỹ đã ra là chúng ta lái xe không được nói phone. Nó rất là phù hợp vì nó bảo vệ an toàn cho tất cả chúng ta, thì chúng ta phải tuân theo cái luật. Và thưa đại chúng, những giới luật mà Đức Phật chế ra cũng không ngoài mục đích là giúp cho chúng ta tiến tu và an toàn. Chứ Phật có tội gì mà mắc cái gì mà phải mà bắt chúng ta giữ luật. Giữ luật là để hạnh phúc cho bản thân mình, nhưng mà Phật phải đặt thành điều kiện. Phá vào ví dụ nè, có một dạo á, sư cô á, sống ở trong rừng tu một mình thì bị những tên trộm cướp, những người mà dâm tặc đạo tặc nó làm nhục sư cô. Từ đó trong luật mới có câu là sư cô không được ở trong rừng một mình. Như vậy thì cái luật mà nói là không được ở trong rừng một mình là để bảo vệ ai? Bảo vệ chính bản thân mình. Mình giữ thì mình được hạnh phúc. Chẳng hạn trong giới Bồ Tát nói là không được đi tới chỗ hiểm nạn một mình. Như vậy thì cái câu mà không được đi tới chỗ hiểm nạn một mình là để bảo vệ Phật hay bảo vệ mình? Bảo vệ mình. Nhưng mà nếu nó không thành luật thì chúng ta không theo. Cho nên phải để vào trong giới luật để chúng ta trân trọng, đây là lời Phật dạy, chúng ta theo. Mà chúng ta theo nghĩa là chúng ta tự bảo vệ cho mình chứ không phải cho Phật. Thì ngày nay cũng vậy, quý vị có quyền an tất cả những gì mình muốn, nhưng mà cái câu người xưa thường nói: họa tùng khẩu, bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Bệnh tật là do mình đưa vào thức ăn, và tai nạn là do mình nói những lời. This and this question, the old lady who said that don't worry, just pray the Buddha will bless you with all kind of poisons. This is not true. Okay? Even the Buddha, he still cannot help himself if accidentally he eat something bad. The paper Buddha unable to bless for the knife. Nhớ không? Phật giấy không độ được cây kéo, Phật đồng không độ được lửa, Phật gỗ không độ được cây cưa, Phật đất không độ được nước, bởi vì ngâm tượng Phật vô nước tượng Phật rã. Thế thì tượng Phật không hề độ được ai hết. If you take the wrong food, you will have sickness. If you take the wrong message to practice, you will practice the wrong teachings. So therefore you have to have the insight, the mindfulness, in order to clear what is what you call the right teachings. Dharma means the way. But if you follow the right way, you will arrive at the right destination. If you follow the wrong way,
you will arrive to the wrong destination, no doubt. So therefore, what this lady said is not correct. Okay? You take wrong food, you got sick. No one can bless you. You break the rule. Usually, when you walk into a shopping market, they say, I break, I pay, I break, I cry. You break, you buy. Did you see that sign? Yeah. Thường thường mình đi vô mấy cái tiệm, ta bán đồ dễ bể đó. Ta nói câu, tôi làm bể, tôi sẽ khóc. Nhưng mà nếu anh làm bể, anh phải mua. I break, I cry. You break, you buy. Phật cũng vậy thôi. Quý vị nhớ Phật 80 tuổi mà khi đi trên đường đi về rừng Sa La để nhập Niết Bàn, Phật đã nhận cái chén cháo nấm của ông Thuần Đà. Phải chi lúc đó mà được cái nấm của thầy Thiện Bình hái ở trên Mount Chesney thì đâu có đến nổi. Phật ăn nhầm cái chén cháo nấm có độc của ông Thuần Đà mà đau bụng. Phật biết chén đó là chén cháo nấm có độc, nấm độc. Nhưng mà tại sao Phật vẫn ăn? Bởi vì Phật biết Ngài ăn hay không thì cũng đã đến lúc rồi. Bây giờ không vì cái sự kiện là mình sẽ chết hay là sợ đau bụng mà phủ nhận đi cái lòng tốt của một người dân cúng cho Phật, đó là ông Thuần Đà. Mà để chứng tỉnh chư Tăng trách ông Thuần Đà, Phật nói một câu: trong cuộc đời của Như Lai có hai món ăn mà kỷ niệm nhất. Một là bát sữa của cô Tu Sà Đề khi mà Ngài tu Phổ Hạnh, Ngài bị xỉu, thì cô Sujata Tu Sà Đề đã dâng cho Ngài bát sữa đó và Ngài uống và Ngài tỉnh dậy. Và chính cái lúc tỉnh đó, Ngài đã tìm ra được một đạo lý của sự tu hành, đó là không nên hành thân ép xác mà phải tu con đường trung đạo, nghĩa là đói ăn mệt nghỉ. Con đường trung đạo của đạo Phật là mệt thì mình nghỉ, đói thì mình ăn, mà không nên ép xác hành thân. Bởi vì hành thân và ép xác không mang lại cho mình cái kết quả trong sự tu hành. Đó là món ăn đầu tiên kỷ niệm. Cái bữa ăn kỷ niệm thứ hai trong cuộc đời của Phật, đó là bát cháo của Thuần Đà. Vì đây là bát cháo cuối cùng của một ông già cả trăm tuổi dân cúng. Quý vị nghe cái câu này thì về bây giờ Phật tử mình á, tội nghiệp nói rồi sao mà bà cụ này nói sao mà để cho cái anh này nghe được cái này. Để chứng tỏ bà cụ thì tiếng Anh cũng dữ dội lắm. Don't worry. Just pray the Buddha, you will be okay. Phật tử mà không hiểu Phật á, là vô tình á, là mình làm cho Phật bị hiểu lầm nhiều lắm. Mình hứa mình ăn chay, rồi tháng đó không ăn cái phát bệnh. Nó tôi không ăn Phật quở đó, thấy không? Tôi không ăn chay Phật quở. Như vậy quá ra Phật là ông thần. Ông thần đi tìm coi ai giữ lời hứa thì ban phước, ai thất hứa thì giáng họa. Như vậy đâu phải Phật, phải không? Mà nếu mà ông thần nào như vậy cũng không phục, ông gì mà kỳ ngục vậy? Đó, cho nên mình là Phật tử, mình muốn đưa Phật lên, nhưng mà cuối cùng mình là cái người đem Phật xuống. Ví dụ như hứa cúng chùa 20, hết tiền rồi còn có 10 đồng cúng rồi. Cúng vô rồi, cúng về tội chết, thiếu nợ chùa nghe không? Bữa hôm hứa cúng 20 mà giờ cúng 10, thôi sao, cúng đi, bữa khác cúng tiếp. Cúng cho đủ mới có phước, không phải vậy đâu. Hứa cúng 20 mà tháng đó nhà không có tiền, khỏi cúng. Mình phải lo nhà mình trước chứ. Rồi nhà mình mà không yên thì làm sao Phật yên? Đó, thành thử ra đừng có ngại cái chuyện đó, mình không có tiền phải cúng. Phật không bao giờ mà làm cái chuyện đó, dù Phật có rảnh. The Buddha will not do anything to you even he is free. Even he has nothing to do. He still have no time and there's no reason that he search which one is practiced, I bless more. Whoever don't practice, I don't bless them. If in that case happen, he is not Buddha.
Đây là hôm qua lên chụp hình mà có người còn sợ chụp ba người này. Bà Pháp Hòa nói hoài cái chuyện đó, đừng có sợ chụp ba người, đừng có sợ chụp ba người. Di Đà Quan Âm Thế Chí cũng ba người, đứng chụp ngoài có sao đâu. Ông Phước, ông Lộc, ông Thọ cũng con chuột nó nghe ba người nó nhào vô cái chẳng bốn. Thôi chúng ta nghỉ. Đây nè, đây nè, câu này nó liên quan nè. Lúc là sao lúc nào cũng 365 ngày, giờ cũng 24 tiếng, mà tại sao người ta lại tin và phân biệt ngày tốt, ngày xấu và xem lịch tử kim đó. Quý vị muốn biết, quý vị nghe cái bài Pháp Hòa nói ngày nào là ngày tốt. Đức Phật nói trong kinh đó, ngày nào mà chúng ta nghĩ lành, nói lành, làm lành, ngày đó là ngày tốt. Ngày nào chúng ta nghĩ ác, nói ác, làm ác, ngày đó là ngày xấu. Không có một cuốn lịch nào mà để ngày hôm nay dịch hội được nè. Ngày hôm nay đi ăn trộm được nè. Không có cuốn lịch là nói vụ đó hết. Coi ngày tốt mà để làm việc xấu thì cũng phải có đạo. Nếu mình biết cái việc đó là, nếu mình biết việc đó, mình không biết việc đó là xấu, thì tại sao mình phải chờ lén lút mình mới làm? Rõ ràng mình biết nó xấu, vì biết nó xấu cho nên mình mới lén, mình mới đợi trời tối, không? Mình mới làm những cái chuyện ấy. Biết mà mình vẫn cố phạm. Cái khổ của chúng sanh là ngay chỗ đó. Các vị Bồ Tát, các vị giác ngộ thấy ngay cái nhân là dừng, còn chúng ta là khu khe làm rồi tính. Cái khổ của chúng ta là cái khổ.